chương 4620, Lưu Manh 2. Hoa Hữu thường lại gặm lại cắn, hắn không có chút phong thái cường giả nào, hắn biến thành một tên Lưu Manh chân chính. Càng quá mức chính là, hắn còn nhét bàn chân trần của mình vào trong miệng trương phương, kim tầm đế tử sợ tới mức sắc mặt xanh mét, hắn dùng tất cả biện pháp để thoát thân. Dù sao hắn cũng là đế tử, thủ đoạn của hắn rất kinh người, hắn thật sự thoát thân thành công, nhưng trên người của hắn cũng lưu lại vết thương rất lớn, bản thân cực kỳ chật vật, Hoa Hiếu Thường đã điên lên thì không còn cố kỵ gì, hắn nhanh chóng đuổi kịp Trương Phương. Thật khốn kiếp, Trương Phương vội vàng chạy trốn, hắn dùng tất cả khí lực bú sữa mẹ chạy trốn. Tuy hắn tu hành thân pháp đế cấp, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả Hoa Hiếu Thường nhưng nơi này có trọng lực quá lớn, hơn nữa đế thuật không có ưu thế quá lớn trong cấp bậc sinh đan cảnh, bởi vậy, tốc độ của Hoa Hiếu Thường không kém hơn hắn chút nào, hắn vẫn đuổi kịp phía sau. Một trốn một đuổi, hai người chạy vòng quanh nơi tổ chức tiệc tối đây vốn là nơi thiên tài quyết đấu với nhau nhưng bây giờ không khác gì du côn đánh nhau trên phố phường quả thật làm cho người ta xấu hổ thắng bại đã phân nhưng hoa hiếu thường lại nổi điên hắn vẫn đuổi không bỏ từ đó bắt buộc trương phương không ngừng chạy trốn hắn không dám dừng lại chút nào sắc mặt người đến từ bên ngoài khó coi đám thổ dân cực kỳ xấu hổ qua một lúc sau đột nhiên hoa hiếu thường dừng lại sau đó hắn ngửa mặt lên trời và ngáy khò khò hắn ngủ như chết trương phương thở ra một hơi hắn cảm thấy mặt mũi nho nhấp, tám phần là nước bọt của hoa hữu thường, hắn là tên thích sạch sẽ thành bệnh, cho nên hắn phát điên. Nhưng trò khôi hài vừa rồi không thể cải biến sự thật hắn đã chiến bại. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn sang trì mộng hàm, đây là đế nữ có thể so sánh với thế hệ hoàng kim mạnh nhất, có lẽ chiến lực của nàng còn cao hơn cả trương phương, nàng ra tay sẽ có phần thắng. Trì mộng hàm lại làm như không thấy, nói đùa gì vậy, đấu với đối thủ như hoa hữu thường sao ôm ấp còn không tính còn nhét chân vào miệng của người ta ta hỏi ngươi có sợ hay không đúng lúc này hoa hiếu thường tỉnh lại hắn còn cảm thấy mờ mịt hắn nhìn chung quanh hắn nhìn chằm chằm vào trương phương đến chúng ta luận bàn một chút luận bàn con em ngươi trương phương thở ra một hơi hiện tại hoa hiếu thường đã thoát ra khỏi trạng thái say trà hắn cũng quên đi việc trà điên của mình cho nên hắn không nhớ hai người đã luận bàn và hắn quá khích như thế nào tuy hoa hiếu thường đã thanh tỉnh nhưng Trương Phương vẫn còn lưu lại tâm lý oán hận rất mạnh, đánh chết cũng không giao thủ với kẻ như thế. Như thế nào, không dám sao. Hoa Hiểu Thường tiếp tục khiêu khích, Trương Phương mắt điếc tai ngơ, hắn nghĩ tới nước miếng thối của đối phương thì buồn nôn. Hoa đại nhân huy vũ, hoa gia thuộc loại châu bò, đám thổ dân hoan hô, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của đám người bên ngoài. Còn đánh nhau hay không? Không có đánh nhau, về sau phải cúi đầu và kẹp đuôi làm người, không nên hung hăng cản quấy như trước. Đế nữ gì đó, đến đánh với hoa gia của chúng ta một trận, nếu thua, không bằng làm nữ nhân của hoa gia đi. Tốt, chú ý này rất tốt. Đám dân bản xứ liên tục ồn ào, sắc mặt người bên ngoài âm trầm tới cực điểm. Chỉ mộng hàm chính là đế nữ, mà đế tộc chính là thế lực mạnh nhất thiên hạ. Mặt khác, chỉ mộng hàm là vư vật bài danh thứ ba tuyệt sắc bảng, có ai không ngưỡng mộ nàng. Hiện tại đám thổ dân này làm càn như thế, công nhiên đùa giỡn chỉ mộng hàm, có ai nhịn được chứ? Vấn đề là trong bọn họ còn ai đánh thắng hoa hữu thường. Không có, không có thì ngoan ngoãn cầm miệng lại, võ đạo giới chỉ xem thực lực, không có thực lực cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị đánh. Tiểu hàn tử, đến thời điểm ngươi trang bước rồi đấy. Đại hắc cẩu rực dây, tiểu thanh long cũng gật đầu, long ra vốn không định nhường cơ hội này cho ngươi, nhưng long ra thấy thế nào thì ngươi cũng có quan hệ không rõ ràng với đế nữ, cho nên ta nhịn đau nhường cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân cho ngươi. Nhớ rõ, ngươi thiếu nợ long ra một long tình cút, lăng hàn đá tiểu thanh long bay xa, người nói nhảm cái gì đó. Tên tiểu tử kia, còn không đợi lăng hàn tức giận, đám thổ dân bên cạnh không nhịn được, cao thủ đứng thứ hai của bọn họ đã đánh đám người bên ngoài im lặng, lần này cũng nên tính sổ sách lúc trước. Hiện tại, là lúc tính sổ với lăng hàn, dám giết người của bọn họ, hư, muốn chết, ta luận bàn với người một chút, một tên tráng hán lao tới, hắn xuất quyền tấn công lăng hàn. Lực lượng của hắn vô cùng hùng hậu, hắn đánh ra một quyền, kình phong gào thét. Lăng Hàn không trốn tránh, hắn chờ đối phương vừa tới gần mới ra tay, hắn xuất ra một quyền ngăn cản một quyền của đối phương. ầm, um, hai nắm đấm va chạm với nhau, sóng xung kích không ngừng khuếch tán ra chung quanh, còn có ánh sáng bắn ra ngoài giống như tia chớp. Ha ha, dám so nắm đấm với Âu Dương Linh, tiểu tử này điên rồi sao? Âu Dương Tĩnh chính là cao thủ bài danh thứ 13 của chúng ta, một đôi thiết quyền của hắn đã rèn luyện trên ngọn lửa, một quyền có thể đánh nát tiên kim. A, à, chờ xem xương cốt của tiểu tử này vỡ vụn đi đám dân bản xứ đều cười to một đám người bên ngoài chỉ tu hành bí lực lại dám ngạnh kháng với bọn họ ha ha ngươi lấy dũng khí từ đâu thế vào lúc mọi người đang cười to sắc mặt âu dương lĩnh thay đổi trên trán của hắn đổ mồ hôi lạnh như mưa gương mặt của hắn vặn vẹo hắn há miệng gào thét thảm thiết a à, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục mọi người nhìn thấy rất rõ ràng chỉ thấy cánh tay phải của âu dương lĩnh chảy máu tươi đầm đìa có nhiều chỗ đã gãy xương, nhìn cánh tay vô cùng kinh khủng. Ngay cả xương cánh tay của Âu Dương Lính cũng vỡ vụn. Đám thổ dân đều hoảng hốt, lúc đầu bọn họ cười nhạo lăng hàn ngu xuẩn, không ngờ dám cận chiến với bọn họ, đó là hành vi tự tìm đường chết. Sự thật lại chứng minh không phải lăng hàn không đầu óc, mà là khí lực của hắn mạnh hơn, một quyền phế cánh tay của Âu Dương Lính. Khốn kiếp, ai mới là thể tu? Trong khoảng thời gian ngắn, đám thổ dân lặng ngắt như tờ, hào khí áp lực đến mức tận cùng trái lại người đến từ bên ngoài lại hoan hô rất lớn tiếng hoan hô rung động dãy núi quá phấn chấn nhân tâm không hổ là sát thủ đế tử lợi hại sớm biết như thế nên để lăng hàn đi lên từ đó đám nhà quê này sẽ biết chúng ta lợi hại tốt nhất nên đại khai sát giới tiếng hoan hô vang lên khắp nơi ánh mắt hoa hữu thường nhìn sang đôi mắt bắn ra hào quang hung ác thú vị hắn chép miệng chập lưỡi ngay sau đó hắn nhảy tới gần lăng hàn đến chiến oanh hắn xuất ra một quyền Lăng Hàn cũng không cần bí lực, hắn dùng thể thuật va chạm với đối phương. Bang, hai nắm đấm va chạm với nhau, lực lượng rung động lan ra khắp bốn phía. Cho dù là thiên tài ở chung quanh cũng cảm thấy áp lực. Chương 4621, đệ nhất cao thủ Dịch Thiên Hồng. Hoa Hữu Thường biến sắc, hắn không ngừng lui về phía sau vài bước, lúc này mới đứng vững lại được. Hắn hoảng sợ, bởi vì lực lượng của mình đã tới Tam thập ngũ trọng thiên nhưng lại không địch nổi Lăng Hàn, lực lượng ra hỏa này mạnh cỡ nào. Tốt, nhìn thấy việc này, người đến từ bên ngoài hoan hô, bọn họ vô cùng, hưng phấn. Đám dân bản xứ thì im lặng, quả nhiên không địch lại. Hoa hiểu thường nhanh chóng khôi phục tự tin, hắn nhếch môi và tươi cười. Không nghĩ tới bên ngoài còn có người tu luyện thể thuật như ngươi. Lăng Hàn mỉm cười, may mắn hắn đi tới chân Long Uyên, đạt được thiên Long đế quyết, nếu không hiện tại hắn chỉ có bí lực tam thập bát trọng thiên, tuy hắn có thể nghiền áp hoa hiểu thường nhưng không dễ dàng như thế. Hắn khiêm tốn đấy, trang bức, Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long cùng lên tiếng. Hoa Hiếu Thường cao ngạo nói, có lẽ cấp độ bí lực của ngươi không yếu, cho nên, cùng kết hợp với thể thuật nên lực lượng mạnh hơn ta. Nhưng chỉ bằng vào lực lượng, ngươi tuyệt đối không bằng ta. Cho nên, ta sẽ cho ngươi thấy sau khi lực lượng tăng lên cực hạn sẽ có uy lực kinh khủng cỡ nào. Tất cả mọi người giật mình, khó trách lực lượng lăng hàn mạnh như vậy, thì ra hắn kết hợp bí lực và thể thuật. Sắc mặt các đế tử như từ kiệt biến thành khó coi, thể thuật có yêu cầu rất cao, cực đoan và tiêu hao tài nguyên, cho nên, dù dùng nội tình của đế tộc cũng chỉ có một tộc nhân tu hành thể thuật. Cơ hội này thuộc về thế hệ Hoàng Kim, tuy bọn họ là đế tử nhưng vô duyên với thể thuật. Đúng, dùng lực lượng của đế tộc, muốn đẩy vài tên tộc nhân tu luyện thể thuật đạt tới sinh đan cảnh là không có vấn đề gì cả, thậm chí đạt tới cấp giáo chủ cũng không khó, nhưng vấn đề là, cho dù đạt tới cấp giáo chủ thì sao? Đế tộc có yêu cầu rất cao, cho nên, tất cả tài nguyên đều tập trung lên người đế tử, sau khi đối phương thành thánh sẽ tu hành thể thuật tới mức tận cùng chính thức vô địch cùng giai từ kiệt cũng muốn tu hành thể thuật điều này có thể gia tăng chiến lực của bọn họ nhưng chỉ có thể dựa vào chính bọn họ thu hoạch tài nguyên nhưng khi đó thể thuật kém xa cảnh giới của bọn họ gần như không cần tu hành thể thuật bây giờ nhìn ra hỏa xuất thân thấp kém lại có thể tu luyện thể thuật cho nên bọn họ vừa oán hận vừa ghen ghét từ điểm đó mà nói thiên long đế quyết thật sự rất châu bò đương nhiên tu luyện môn công pháp này cần có huyết mạch chân long không biết đã ngăn cản bao nhiêu người ngoài cửa. Thân thể Hoa Hữu Thường run run, từng khối cơ bắp nổi lên và tràn ngập cảm giác lực lượng, có thể mơ hồ nhìn thấy phù văn đang lưu chuyển trên cơ bắp của hắn. Hắn nửa ngồi xổm xuống, sau đó thân thể lao thẳng về phía Lăng Hàn. Thể thuật rất đơn giản, tu chính là thân thể, có được lực lượng và khí lực đáng sợ, không có hư chiêu như tiên thuật, bản thân mình chính là binh khí. Hoa Hữu Thường biến mình thành pháp khí hình người, hắn xông lên va chạm với Lăng Hàn. Đơn giản Thô bạo, trực tiếp, lang hàn cười cười, hắn ưa thích phương thức chiến đấu như vậy, có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Chân hắn phát lực, hắn nghênh đón hoa hữu thường. Bành, hai người va chạm vào nhau, ngay sau đó năng lượng đáng sợ quét qua khắp nơi. Thật đáng sợ, năng lượng này tràn ngập lực lượng hủy diệt, ngay cả đế tử cũng phải cau mày. Mọi người vội vàng tránh ra phía sau, quá nguy hiểm, hai gia hỏa này đều là biến thái. Sau khi đã chạy đi thật xa, bọn họ mới dừng lại xem thế nào trọi cứng như thế, chỉ sợ cần hai ba chiêu là kết thúc chiến đấu. Đám năng lượng kia dần dần tan biến, sau đó nhìn thấy Lăng Hàn đứng tại chỗ, hoa hiếu thường nằm trên mặt đất, tứ chi mở rộng ra. Không phải chứ, tất cả mọi người kinh ngạc, vừa rồi hoa hiếu thường nói tràn ngập tự tin, dáng vẻ có thể chiến thắng Lăng Hàn, hiện tại hắn nằm đó như chó chết. Bại, khẳng định bại, lần này tuyệt đối không phải sai trà. Đám dân bản xứ như phụ mẫu chết, cao thủ thứ hai của bọn họ thất bại dễ dàng như thế lang gia uy vũ, lang gia khí phách, người đến từ bên ngoài thì dương dương đắc ý, vô cùng hưng phấn. Thắng, thắng, lang hàn mỉm cười, hắn tìm kiếm trong đám thổ dân, cuối cùng nhìn lên người một tên nam tử cao gầy. Dịch thiên hồng, có dám đánh một trận, sau khi đánh ngã kẻ thứ hai, khẳng định phải thuận thế đánh đệ nhất cao thủ nằm sấp, tránh sau này có kẻ nói nhảm phiền phức. Tại sao hắn nhìn chằm chằm vào người kia? Đầu tiên, người này là người duy nhất trong trận doanh thổ dân bảo trì bình tĩnh chín thành chín hắn chính là đệ nhất thiên tài trong thổ dân dịch thiên hồng quả nhiên nam tử kia đặt chén trà xuống hắn quay đầu nhìn sang lăng hàn dịch đại nhân có người nửa quỳ xuống dịch đại nhân có nhiều thổ dân quỳ xuống vẻ mặt bọn họ rất thành kính thỉnh dịch đại nhân xuất chiến bọn họ đều kêu lên giống như đang nghênh đón thần minh khóe miệng lăng hàn co giật tại sao đám thổ dân này cứ thích quỳ xuống như thế suốt cuộc dịch thiên hồng đứng lên vẻ mặt hắn bình tĩnh nhìn lăng hàn Ta không phải ái nam ái nữ, không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Lăng hàn khoát khoát tay, dịch thiên hồng giận dữ, mở miệng nói. Người đang tự tìm đường chết hay sao? Ha ha, ta nghe lời này tới điếc tai rồi, đổi câu khác có ý nghĩa hơn đi. Lăng hàn cười nói, tốt, thành toàn ngươi. Dịch thiên hồng đi nhanh về phía lăng hàn, oanh, lực lượng toàn thân sôi trào, trên người có hỏa diễm bộc phát, khí thế của hắn rất kinh khủng. Dù là đế tử đế nữ như Trương Phương, chỉ mộng hàm cũng khiếp sợ gia hỏa này quá kinh khủng, thực lực tuyệt đối cường đại đến mức nghịch thiên. Thực lực của ngươi cũng được, cho nên, ta quyết định dùng ba chiêu đánh bại ngươi, về sau ngươi làm tôi tớ của ta. Dịch thiên hồng nói ra, hắn tiếp cận và xuất quyền tấn công. Lăng Hàn không sợ, hắn vung quyền ngăn cản, bành, hai bên va chạm nhau, chỉ thấy thân thể Lăng Hàn trượt dài trên mặt đất, sau khi trượt vài chục trượng thì hắn mới dừng lại, mặt đất xuất hiện hai cái rãnh rất sâu. Phải biết rằng, đây chính là Sơn Hải Thiên, kết cấu mặt đất vô cùng chắc chắn, đủ thấy lực lượng một quyền của dịch thiên hồng kinh khủng cỡ nào. Cái gì, nhìn thấy cảnh này, đám người bên ngoài giật mình, lang hàn đã mạnh như vậy nhưng không địch lại dịch thiên hồng, thực lực của tên kia mạnh cỡ nào. Đám thổ dân liên tục hoan hô, đây chính là đệ nhất thiên tài của bọn họ. Dịch thiên hồng rất tùy ý thu hồi nắm đấm, ta quên nói cho người biết, ta cũng là thể thuật và bí lực cùng tu, hơn nữa, thời điểm ở chú đỉnh cảnh ta từng ở trong tuyệt địa hoàn thành cửu đỉnh hợp nhất, cho nên, bí lực của ta hiện tại đạt tới tam thập lục trọng thiên, thể thuật cũng là tam thập lục trọng thiên, cả hai điệp ra, lực lượng nguyên thủy cao tới tứ thập nhị trọng thiên. A, à, chương 4622, dọn dẹp, cửu đỉnh hợp nhất là đặc quyền của đế tử đế nữ, không hoàn thành một bước này, cho dù là đế tử đế nữ cũng bị thu hồi thân phận. Nhưng muốn thành đế cần phải dựa vào bản thân mình hoàn thành cửu đỉnh hợp nhất, đây cũng là nguyên nhân đế tộc không xuất hiện tổ vương thứ hai nhưng bây giờ một thổ dân mượn dùng lực lượng thiên địa trợ giúp hoàn thành cửu đỉnh hợp nhất đây là khái niệm gì người này có tư cách nhìn thấy đế lộ hơn nữa thể thuật cùng bí lực dung hợp vượt qua lực lượng tứ thập trọng thiên chỉ chiến tích này đủ vượt qua không ít đại đế kẻ này thật nghịch thiên không có đáng sợ như vậy đại đế đều xuất thân thấp kém thiếu tài nguyên và công pháp cho nên không tu thể thuật nếu không vượt qua lực lượng tứ thập trọng thiên cũng không nói chơi đúng đấy Nghe nói có chút tổ vương khi còn trẻ có lực lượng nguyên thủy đạt tới tam thập bát trọng thiên, thậm chí tam thập cửu trọng thiên, còn mạnh hơn đám thổ dân này quá nhiều. Không nói ai khác, mượn thế hệ hoàng kim mà nói, người tu luyện thể thuật không kém gì hắn. Đúng vậy, nếu không có có tiềm lực vượt qua rất nhiều tổ vương, tại sao những người này được gọi là thế hệ hoàng kim chứ? Tất cả mọi người đều cảm thán, tất cả mọi người không muốn thừa nhận nhưng nội tâm lại thừa nhận, có lẽ dịch thiên hồng chính là sinh đan cảnh đệ nhất nhân, cho dù là lăng hàn cũng không cách nào địch nổi làm người hầu của ta sẽ không ủy khuất ngươi dịch thiên hồng nói ra hắn bước chậm về phía lăng hàn ta là người sẽ trở thành tổ vương có thể làm tôi tớ cho ta ngươi sẽ có thể lưu danh muôn đời đây là thời khắc đỉnh phong trong đời của ngươi lời này làm tất cả mọi người hừ lạnh ngươi chỉ là sinh đan cảnh đệ nhất nhân không nên quên còn có thế hệ hoàng kim đấy dịch thiên hồng đi tới trước mặt lăng hàn hắn vươn người tới muốn đánh lăng hàn chịu phục bộc con em ngươi lăng hàn hét lớn một tiếng hắn tấn công dịch thiên hồng khốn kiếp ta chỉ vận dụng thể thuật người trên lực lượng áp chế ta ba phần thì đắc y cái rắm gian ngoan mất linh dịch thiên hồng cười lạnh hắn muốn hóa giải thủ đoạn của lăng hàn hai người giao phong ngắn ngủi lực lượng ai mạnh hơn thì người đó sẽ thắng tay hắn đánh tới dịch thiên hồng biến sắc gặp quỷ rồi tại sao lực lượng đối phương mạnh như thế hắn vừa nghĩ tới đây đã bị lăng hàn đánh nằm trên mặt đất bành ngay sau đó hắn xoay tròn 180 độ trên không trung, thân thể lại rơi xuống mặt đất. Bành bành bành, Lăng Hàn biến Dịch Thiên Hồng thành đống cát, hắn không ngừng tấn công. Trời ơi, tất cả mọi người ngây người khi thấy cảnh này, ồ, không phải nói đây là sinh đan đệ nhất nhân sao? Hiện tại xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn bị đánh như chó chết? Chúng ta bị hoa mắt sao? Không, không phải hoa mắt, Dịch Thiên Hồng thật sự bị Lăng Hàn hành hạ. Trời ơi, lực lượng Dịch Thiên Hồng vượt qua tứ thập trọng thiên đây là đạo hạm ngay cả đế tử thiêu đốt đế huyết cũng không chạm tới hiện tại có người chà đạp hắn lăng hàn quá mạnh mẽ sát thủ đế tử chân chính quả thực hành hạ đế tử dễ dàng sau khi khiếp sợ qua đi mọi người tỉnh táo lại sau đó quay lại vấn đề chính lăng hàn mạnh đến mức nào dịch thiên hồng có lực lượng tứ thập nhị trọng thiên cho nên lăng hàn khẳng định còn mạnh hơn có thể dễ dàng hành hạ đối thủ như vậy ít nhất cũng cần lực lượng ba trọng thiên áp chế trời ơi Tứ thập ngũ trọng thiên, nghĩ đến con số đáng sợ này, tất cả mọi người kinh ngạc không nói thành lời. Đây là độ cao sinh linh có thể đạt tới hay sao? Bành bành bành, lang hàn liên tục tấn công, tên khốn kiếp này dám bảo thu hắn làm nô bộc. Đại hắc cầu tán thưởng, tiểu hàn tử là hảo thủ trang bức, chỉ giáo cho, tiểu thanh long học hỏi. Người xem, tiểu hàn tử trước tiên giả vờ cố ý yếu thế, sau đó cho tên dịch tiểu quỷ nếm chút ngon ngọt, tự nói tự họa nói ra toàn bộ thực lực của mình và đưa tới mọi người sợ hãi, thán phục, mặc cảm. nhưng vào lúc này, tiểu hàn tử đột nhiên nhảy ra hành hạ dịch tiểu quỷ, hiệu quả trái ngược mạnh như vậy, làm sao có thể không rung động toàn trường? đại hắc cầu liên tục tán thưởng. a, à, giả heo ăn thịt hổ. tiểu thanh long hiểu, đầu tiên nâng địch nhân lên cao, sau đó lại tiêu diệt dễ dàng. trẻ nhỏ dễ dậy, đại hắc cầu gật đầu, sau đó nhìn sang bốn phía, nói, đúng rồi vừa rồi các ngươi còn nói muốn khiêu chiến tiểu hàn tử mà khiêu chiến cái đầu ngươi đám thổ dân nhìn lăng hàn liên tục hành hạ dịch thiên hồng mọi người gian nan nuốt nước bọt ngay sau đó đều lắc đầu nếu thay đổi chính mình khẳng định sẽ bị đánh thành bánh thịt lăng hàn đánh một lúc sau khi cảm thấy không thú vị mới tiện tay ném dịch thiên hồng trên mặt đất và quay về toàn trường yên tĩnh thời điểm nhìn dịch thiên hồng nằm trên mặt đất như chó chết mỗi người đều suy nghĩ ra hỏa này còn tiếp tục đánh nhau hay không dù sao đây là quái vật có lực lượng vượt qua tứ thập nhị trọng thiên, đừng nói thổ dân hoảng sợ, cho dù là người đến từ bên ngoài cũng lo lắng. Lăng Hàn quá mạnh mẽ, mạnh đến mức bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Đối với người có ý chí truy cầu đế lộ, bọn họ nản lòng thoái chí. Cạnh tranh với quái vật như thế, mình có thể thắng hay không? Bọn họ không sinh ra cùng thời kỳ với thế hệ hoàng kim, không bị những thiên tài khủng bố kia thống trị, nhưng bây giờ lại sinh ra một Lăng Hàn yêu nghiệt hoàn toàn không thua kém. Thậm chí còn mạnh hơn bọn họ có cảm giác tuyệt vọng ý chí chiến đấu về sau còn có ý chí chiến đấu hay không nội tâm bọn họ rung động khó kiềm chế có cạnh tranh mới có sức sống lăng hàn mạnh đến mức bọn họ không thể cạnh tranh không cần để ở trong lòng lăng hàn chỉ kiêm tu thể thuật cho nên lực lượng mới có thể mạnh như vậy có người sốc lại tinh thần đúng vậy chỉ cần tiến vào chân ngã cảnh ưu thế thể thuật sẽ giảm mạnh đến cuối cùng sẽ ít có tác dụng hiện tại không bằng không có nghĩa về sau cũng không bằng. Các đế tử động viên lẫn nhau, cũng nguyễn cưỡng khôi phục mấy phần tin tưởng, nhưng bọn họ biết rõ việc này đơn giản như thế sao. Nếu thể thuật vô dụng, tại sao tất cả đế tộc dốc toàn lực một tộc bồi dưỡng một đế tử? Nó rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, đôi mắt chỉ mộng hàm sáng lên, nàng biết rõ lang hàn phi phàm, nhưng không ngờ hắn mạnh như vậy. Tỷ, nếu ngươi không tranh thủ ra tay, tỷ sẽ chuồn mất. Tiểu la lị tóc bạc xuất hiện, nàng nói nhỏ bên tai chỉ mộng hàm. Chỉ mộng hàm trợn mắt nhìn đối phương nhưng trong lòng lại rung động. Tiệc tối cử hành đến nơi đây, hiện tại trời đã khuya, không có người nào còn tâm tư luận đạo, người mạnh nhất đã thua, lưu lại đây làm gì. chương 4623, phòng ấn mở ra. Cũng không lâu lắm, đã có người rời đi, hơn nữa người càng ngày càng nhiều, chỉ mộng hàm cũng tuyên bố yến hội chấm dứt. Dù sao mục đích yến hội đã đạt tới, cũng làm cho đám dân bản xứ yên phận, cũng dương uy đế tộc. Tuy kết quả có tranh lệch chút ít, nhất định sẽ an phận hơn rất nhiều. Trở lại nơi ở của mình, Lăng Hàn cảm khái, lần này xem như hả giận, giống như có chút dùng sức quá mạnh nên mình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Gần đây mình có quá rêu rao hay không? Hắn tự hỏi mình, ân, về sau nên ít xuất hiện một chút, lúc này mới phù hợp cách làm người của ta. Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long nghe hắn nói thầm thì trợn mắt. Ngươi lại làm dáng, bọn chúng cùng nói ra. Lăng Hàn tiếp tục gia tăng tu vi, Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long là phụ trách tìm kiếm đầu mối của Thiên Lạc Thánh Hoàng lưu lại, bọn họ không tin mình tìm không ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thỉnh thoảng lại có tin tức đế tử đột phá chân ngã cảnh. Hiện tại, đế tử thế hệ hiện tại đều chạm vào cánh cửa chân ngã cảnh, nơi này rất thích hợp tu luyện, hơn nữa chỉ có đạt tới chân ngã cảnh mới có thể tối đa hóa lợi ích, bởi vậy, các đế tử sớm đạt tới sinh đan cảnh viên mãn đều đột phá, không có gì phải lưu luyến. Lăng Hàn tiến bộ rất khả quan, một năm trôi qua, bí lực của hắn đạt tới tứ thập trọng thiên đây là khái niệm gì đừng nói hai tứ thập trọng thiên ngay cả một loại cũng khó hơn lên trời mượn bí lực mà nói vì cái gì lăng hàn có thể tu tới tứ thập trọng thiên điều kiện tiên quyết là hắn thập đỉnh hợp nhất tìm khắp thiên hạ có người thứ hai đạt tới độ cao như vậy hay sao sau đó là thể lực hắn có truyền thừa của chân long nhất mạch cho dù tiểu thanh long là con ruột của chân long cũng chỉ đạt tới tam thập bát trọng thiên vì cái gì tiểu thanh long không thể đạt tới tứ thập trọng thiên bởi vì Lăng Hàn dùng năng lượng tứ tinh rèn luyện thân thể, Tiểu Thanh Long chỉ dùng năng lượng tam tinh, cho nên đây là tranh lệch. Không có biện pháp, ai bảo Lăng Hàn nắm giữ năng lượng hủy diệt thập tinh chứ? Lăng Hàn có thành tựu như vậy, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hơn nữa, hai loại tứ thập trọng lực cùng phát huy, thực lực Lăng Hàn đạt tới ngũ thập trọng thiên. Đây là khái niệm gì? Tứ thập ngũ trọng thiên chính là giới hạn giữa sinh đan cảnh và chân ngã cảnh, nếu lực lượng đột phá tứ thập ngũ trọng thiên, kỳ thật đã tương đương với chân ngã cảnh nhất trọng thiên. Đối với Lăng Hàn mà nói, lực lượng của hắn hiện tại đã có thể áp chế một ít cao thủ vừa đột phá chân ngã cảnh. Chân ngã có bốn hình thái, chân ngã cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn, chân ngã cảnh sơ kỳ có lực lượng tam trọng thiên, Lăng Hàn đã đạt tới độ cao này. Đương nhiên, chân ngã cảnh bắt đầu tu luyện quy tắc đại đạo, cho nên đây là phần không thể bỏ qua của chiến lực, cho nên lực lượng Lăng Hàn có thể sánh bằng chân ngã cảnh sơ kỳ nhưng nếu hắn đại chiến với cao thủ như vậy, hắn không có phần thắng. Nhưng hắn còn nắm giữ lấy các loại năng lượng tầng thứ cao, có thể gia trì cho lăng hàn lực phá hoại kinh người, chính thức có được thực lực đối kháng với chân ngã cảnh. Hiện tại chín thành chân ngã cảnh sơ kỳ không phải đối thủ của ta. Đáng tiếc, lăng hàn dựa vào đan dược phụ trợ, bởi vậy căn cơ của hắn bất ổn, cần một ít thời gian vững chắc. Đại Hắc Cầu, Tiểu Thanh Long đã củng cố cảnh giới, đột phá chỉ là vấn đề thời gian, tuyệt đối sẽ không quá lâu ngược lại nữ hoàng và hổ nữ các nàng tích lũy đã lâu một lần hành động đột phá sinh đan cảnh lần nữa bảo trì tu vi nhất trí với lăng hàn đương nhiên lăng hàn không bao lâu nữa có thể đột phá chân ngã cảnh tranh lệch của ba người cũng bị kéo ra vài đế tộc đều ném cảnh ô lưu cho lăng hàn muốn gọi lăng hàn làm phò mã tự nhiên bị lăng hàn cự tuyệt thứ nhất lăng hàn hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy thứ hai những đế tộc này không thể cải biến thái độ cao cao tại thượng cho rằng lăng hàn thu làm con rể chính là bố thí cho hắn dù sao, thành đế rất khó khăn, tuy Lăng Hàn hiện tại có tư thế vô địch cùng dai, hắn có thể sánh ngang thế hệ hoàng kim, hơn nữa đế lộ gian nan, không biết bao nhiêu thiên tài nửa đường vùng lên, hiện tại Lăng Hàn có thể cười đến cuối cùng. Nói đùa, có lẽ cả thế hệ hoàng kim đều không dám nói thế. Thiên địa đã chuẩn bị nghênh đón một đại đế mới, nhưng thời gian này có lẽ là mấy trăm năm hoặc mấy vạn năm sau, thậm chí mấy trăm vạn năm sau cũng có thể. Đế tộc gần đây cao cao tại thượng, nhìn chúng tiềm lực của lăng hàn chọn hắn làm con rể đã phi thường xem trọng hắn lăng hàn cự tuyệt hỏa vân đế tộc cho rằng hắn không biết điều cũng cho rằng hắn không suy nghĩ vì tiền đồ đã đắc tội hỏa vân đế tộc hiện tại lại kéo thù hận với hai đại đế tộc lăng hàn còn có thể sống bao lâu còn là vấn đề còn nói thành đế tất cả việc này cũng ảnh hưởng tới lăng hàn hắn sẽ tu luyện mỗi ngày củng cố cảnh giới chờ mong bước ra bước tiếp theo đúng lúc này sơn hải thiên phát sinh một đại sự trong thành có một pho tượng đột nhiên sụp đổ một cái động sâu xuất hiện việc này làm rất nhiều người hiếu kỳ phải biết rằng có khả năng vô tu sơn nằm trong hang động chẳng lẽ bí mật ẩn chứa trong đó lúc này có người tiến vào việc này cũng kinh động tôn giả liên tục có người tiến vào trong động lang hàn vốn cũng muốn đi nếu tôn giả đã xuất động hắn tự nhiên phải buông tha suy nghĩ này cho dù trong đó có bí mật nhưng tôn giả đã xuất động những người khác có phần hay không nhưng mà rất nhanh đã có tin tức truyền về sâu trong động có một cánh cửa bị phong ấn nhưng phong ấn hiện tại đã hư hao nghiêm trọng và xuất hiện lổ hồng chỉ cho phép sinh linh cảnh giới thấp tiến vào đã có vài người trẻ tuổi chú đỉnh sinh đan cảnh đi vào nhưng mãi cho tới bây giờ không ai đi ra theo thời gian lên men việc này đã kinh động thánh nhân đế kinh ai không có hứng thú sau khi thánh nhân nghiên cứu một phen nhưng lại đưa ra kết luận kinh người phong ấn này xuất phát từ tay đại đế a à, là thiên lạc thánh hoàng sao đây là việc đương nhiên Tinh thể này do thiên lạc thánh hoàng áp xúc mặt trời tạo thành, đã từng là hành cung theo hắn chinh chiến, bây giờ nơi này xuất hiện phong ấn đại đế, không phải xuất phát từ tay của thiên lạc thánh hoàng thì xuất phát từ tay của người nào. Trong đó ẩn chứa bí mật sao, tuy phong ấn tổn hại nghiêm trọng, dù sao cũng là thủ đoạn của đại đế, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào đánh vỡ, bởi vậy chỉ có thể cho thế hệ trẻ đi vào tranh đoạt. Trong khoảng thời gian ngắn, võ giả dưới hóa linh cảnh đều xuất động. Đúng vậy. Chân ngã cảnh có thể thông qua phong ấn, hóa linh cảnh không thể tiến vào. Lăng Hàn cũng xuất động, bên người có nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cẩu, tiểu thanh long và lâm lạc, đội hình này xem như xa hoa trong sinh đan cảnh, nhưng tính cả chân ngã cảnh thì không mạnh chút nào. chương 4624, lạnh giá, đám đại năng đạt thành hiệp nghị, cho phép người trẻ tuổi khắp nơi tiến vào trong động, lấy được bảo vật thuộc về tất cả mọi người, nhưng nếu liên quan đến bí mật vô tu sơn thì phải cộng hưởng. Nếu không, có thánh nhân tỏa chấn, thậm chí trong tay còn cầm đế binh, có ai dám trở ngại lang hàn dẫn tiểu đội đi vào đáy động nơi này rất yên tĩnh mà trọng lực cũng rất đáng sợ chúc cơ không thể đi vào được hộ thể thuẫn sẽ nứt vỡ ngay lập tức cho nên chúc cơ không thể tiến vào trong động ít nhất phải là chú đỉnh mới có thể miễn cưỡng bảo trì hộ thể thuẫn tồn tại nếu không có thân thể cường đại người đó nhất định sẽ nằm dạp xuống đất khá tốt nữ hoàng hổ nữ cũng bước vào sinh đan cảnh hơn nữa thể thuật đã có chút thành tựu lúc này đi vào đây như đi trên đất bằng hoàn toàn không khó khăn chút nào sau khi đi thật lâu cuối cùng bọn họ đi vào nơi phòng ấn kia kỳ thật đây là một cánh cửa vô cùng cổ xưa trên cánh cửa có phủ văn rậm rạp đan vào thành phiến nhưng cánh cửa đã bị tổn hại xuất hiện một khu vực vỡ vụn đủ cho hai người đi vào nhưng nhìn vào bên trong lại không thấy gì nhanh lên không nên chậm trễ người khác lăng hàn vẫn còn nghiên cứu lại nghe sau lưng có tiếng nói thúc giục Hổ nữ lập tức xoay người lại thử lấy răng nói Ngươi dám hung hăng với lăng hàn của nữ, thì tính sao, người này cao ngạo nói ra, bởi vì hổ nữ không có lộ ra chân dung, hắn tự nhiên cũng không bị dung mạo tuyệt thế trùng kích. Người bên cạnh lại kéo áo của đối phương, nhỏ giọng nói. Đó là lăng hàn, lăng hàn, người lúc trước im lặng, hắn còn lui lại vài bước, ý là, người thích nghiên cứu thế nào thì nghiên cứu thế nào, không có vấn đề. Đoàn người bọn họ mạnh nhất chính là sinh đan cảnh, cả đám cùng sông lên cũng không địch lại lăng hàn, nào có tư cách khiêu chiến lăng hàn lâm lạc đại hắc cẩu đều quan sát đây là phong ấn của đại đế thánh nhân quan sát ngộ ra một tia cũng có chỗ tốt vô cùng đáng tiếc phong ấn quá huyền ảo bọn họ quan sát chẳng khác gì xem thiên thư hoàn toàn không tìm ra chút đầu mối nào lúc này mới hợp lý nếu sinh đan cảnh có thể ngộ ra áo nghĩa cấp bậc đại đế khi đó đẳng cấp võ đạo sẽ ghi lại từ đầu cho nên sau khi nghiên cứu một hồi mọi người đều buông tha đi thôi bọn họ nói ra một đoàn người trước sau tiến vào khe hở kia lăng hàn dẫn đầu mà tiểu thanh long điện đi sau cùng hai người mạnh nhất đều bảo hộ trước và sau lạnh quá dù khí lực của lăng hàn cường đại sau khi tiến vào cánh cửa lại có cảm giác đông cứng việc này rất không hợp lý phải biết rằng khí lực lăng hàn hiện tại có thể nói là vô cùng cường đại hắn giống như tiên khí hình người hiện tại máu huyết của hắn bị khí lạnh đông cứng việc này quá quỷ dị hơn nữa ánh mắt lăng hàn quét qua hắn nhìn bốn phía thậm chí dưới chân còn có thi thể nằm ngang, tuy hắn không nhận ra, nhưng từ dấu vết trên thi thể thì đó là người tiến vào đây không lâu đã bị chết cóng. Bọn họ, đều là chú đỉnh, bởi vì nhân số thật sự quá nhiều, nơi này biến thành bãi tha ma. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện, cánh cửa phía sau đã biến mất. Chẳng có gì, đây là truyền tống đơn hướng, hay cánh cửa còn chưa mở ra hoàn toàn, từ đó cánh cửa không xuất hiện. Cũng có thể, thời điểm hắn suy nghĩ, người thứ hai tiến vào nơi này. Chết cóng nữ rồi, hổ nữ dùng hai tay ôm thân thể, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng vừa mới đột phá sinh đan cảnh, tuy nàng mạnh hơn chú đỉnh cảnh rất nhiều nhưng nơi này quá lạnh, nàng lạnh tới mức gương mặt trắng bệch. Lăng Hàn ôm kiều thê vào ngực, mở màn sáng tinh thần ra chống cự khí lạnh. Nhưng không có tác dụng gì, khí lạnh nơi này bỏ qua khí lực, cũng bỏ qua màn sáng tinh thần, đánh thẳng vào trong cơ thể hắn. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hắn biến thành thiên đạo hỏa sưởi ấm. Hiệu quả rất rõ ràng, khí lạnh lập tức tháo lui như thủy triều. A, à, Lăng Hàn ngươi thật ấm áp, hổ nữ lúc này quần lấy Lăng Hàn như bạch tuộc, hưu, bóng người lóe lên, nữ hoàng giá lâm, đương nhiên nàng cũng lạnh, nàng chỉ run rẩy nhưng sau đó không phát ra tiếng rên nào. Nữ hoàng cao ngạo khác biệt với hổ nữ, Lăng Hàn không nói hai lời, hắn kéo kiều thê vào trong ngực, lại dùng thiên đạo hỏa bảo hộ. Sau đó, đại hắc cẩu, lâm lạc, tiểu thanh long tiến vào nơi này. Ngoá, đông lạnh chết cẩu ra, cầu ra sắp biến thành chó chết. Đại hắc cầu lập tức kêu thảm thiết, ô, người không phải là chó sao, hổ nữ cười hì hì, quá lạnh làm đầu óc cầu ra không được linh hoạt, đại hắc cầu le lưỡi, nó phát hiện đầu lưỡi đang đông lại thì vội vàng thu lưỡi về. Lâm lạc chỉ nhíu mày, thân là một trong những thiên tôn mạnh nhất nguyên thế giới lúc trước, cho nên dù trời sập cũng không sợ hãi. Tiểu thanh long cũng giống như đại hắc cầu, nó không ngừng kêu gào, khí lực của nó không thể ngăn cản khí lạnh, thật cổ quái. Kế tiếp, mấy người đi theo sau lưng lăng hàn đều đi vào trong bọn họ có hai chú đỉnh vừa tiến vào đã biến thành xương trắng sau đó bọn họ ngã xuống và làm bạn với các thi thể chung quanh nơi này quá lạnh chú đỉnh cảnh bình thường không ngăn được lăng hàn cau mày nơi này không có đường lui muốn truyền tin tức trở về cũng không được tiểu hàn tử tại đây quá lạnh một lúc sau chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đại hắc cầu nói ra lăng hàn lâm lạc đều gật đầu ở chỗ này chỉ có thể dựa vào năng lượng tầng thứ cao để chống đỡ khí lạnh mà năng lượng tầng thứ cao cần niệm lực câu thông tự nhiên sẽ có lúc kết thúc nếu đến lúc đó bọn họ không thể chống cự khí lạnh thì sao mặc kệ nói thế nào chúng ta tìm lối ra trước hoặc tìm nơi nào đó tránh khí lạnh giải quyết vấn đề sinh tồn sau đó lại cân nhắc chuyện khác tốt bọn họ tiến về phía trước đội ngũ phía sau còn thừa lại bốn người bọn họ vội vàng cũng đi theo đám người lăng hàn như vậy mới gia tăng tỷ lệ sinh tồn rốt cuộc nơi đây là địa phương nào? Đại Hắc Cầu tò mò hỏi, Lăng Hàn cũng muốn biết, khí lực vô dụng, bí lực cũng không được, không thể ngăn cản khí lạnh ở đây, thế gian có nơi cổ quái như vậy sao? Chẳng lẽ đây là đại đế bố trí? Đại Hắc Cầu suy đoán, nếu là thủ đoạn của đại đế, muốn làm khí lực, bí lực đều vô dụng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như là thủ đoạn của đại đế, tại sao năng lượng tầng thứ cao cấp thấp nhất cũng có thể ngăn cản khí lạnh? Lăng Hàn đã thử qua, cho dù vận dụng năng lượng tầng thứ cao nhất tinh cũng có thể chống cự khí lạnh. Này, đại hắc cầu nói không thông, mụ nội nó, rốt cuộc đây là cái địa phương quái quỷ gì? Một đoàn người đi thật lâu, đột nhiên, phía trước có hỏa diễm hừng hực phóng lên trời. Mọi người nhìn nhau, sau đó vội vàng tiến lên, chương 4625, đạo tắc không có tác dụng. Đoàn người lăng hàn đi không xa, bọn họ đã đi tới nơi xuất hiện hỏa diễm. Bọn họ cũng không phải người đầu tiên tới đây, bởi vậy, bọn họ cũng không phải người phát hiện ra đống lửa này, nơi đây có không ít người vây quanh. Lúc đám người lang hàn phát hiện tài liệu nhóm lửa thì kinh hãi. Đó là một cánh tay, cánh tay dài khoảng trăm trượng, chỉ còn lại xương cốt, trên xương cốt có hỏa diễm màu xanh phóng thẳng lên trời. Nơi này bầu trời u ám, không có mặt trời cũng không có ánh trăng và vì sao, giống như hỗn độn vĩnh hằng. Sau khi tới nơi này, bọn họ cảm thấy khí lạnh giảm bớt không ít. Khó trách nơi này nhiều người như thế, thì ra vì chống cự cái lạnh. Lăng Hàn nhìn thấy rõ ràng, trên xương cốt có phù văn rậm rạp, mà ngọn lửa bốc cháy xuất hiện đạo tắc. Có thể luyện đạo tắc vào trong cơ thể, người đó nhất định là thánh nhân. Khốn kiếp, nơi này là cái quỷ gì, thánh nhân bị chém một cánh tay. Khó trách mọi người đang sưởi ấm nhưng không dám tới gần, đây chính là thánh nhân thi, có uy lực khủng bố, tới quá gần sẽ bị uy áp đánh chết. Ha ha, Lăng Hàn, một tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy từ kiệt như chim bay, hắn lao từ đống lửa tới trước mặt Lăng Hàn, gia hỏa này đã đột phá chân ngã cảnh, trên người tỏa ra khí thức khác biệt. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, có gì chỉ giáo, luận bàn với người một chút, từ kiệt trực tiếp xông lên, trên mặt mang theo sát cơ không chút che giấu. Tuy hắn không nhớ chuyện xảy ra trong chân Long Uyên, nhưng chính mình không có được số mệnh chân Long mà Lăng Hàn đạt được, việc này nói rõ một việc, đó chính là hắn không có thắng Lăng Hàn. Việc này không ai nhìn thấy, cho dù nhìn thấy cũng không nhớ rõ, nhưng người nào cũng biết rõ kết quả trong đó. Cho nên, hắn tự nhiên hận Lăng Hàn. Hơn nữa, hiện tại Lăng Hàn bộc phát danh tiếng to lớn, từ đó áp chế tất cả đế tử bọn họ, thậm chí có thể khiêu chiến thế hệ Hoàng Kim, làm sao có thể không bị từ kiệt ghen ghét cơ chứ. Hắn đã đột phá chân ngã cảnh, mà Lăng Hàn không có, cho nên đây là cơ hội giết Lăng Hàn tốt nhất. Cũng không cần trực tiếp ra tay, chỉ cần ném đối phương ra khỏi khu vực đống lửa, như vậy đối phương sẽ chết cóng. Lăng Hàn cao mày, hắn là người thông minh cỡ nào, cho nên hắn đoán được suy nghĩ của Từ Kiệt, dù nghĩ thì nghĩ từ kiệt đã bước vào chân ngã cảnh đây chính là sự thật không thể chối cãi bị người ta dẫm lên đầu nếu không phản kích thì không phù hợp phong cách của lăng hàn tốt hắn muốn xem sau khi đế tử tiến vào chân ngã cảnh có lợi hại hay không hắn lập tức ngưng trọng quyền kình đấm vào người từ kiệt lúc này hắn không hề giữ lại bí lực và thể thuật cùng vận chuyển đánh ra lực lượng đủ sánh ngang chân ngã cảnh tam trọng thiên bành hai người đối chiến với nhau thân thể lăng hàn rung động mà Từ Kiệt cũng bị chấn động, song phương đánh ngang tay. Khốn kiếp, lúc này, tất cả mọi người ngây người. Phải biết rằng, Từ Kiệt chính là chân ngã cảnh, hơn nữa hắn còn là đế tử, cho nên dù hắn vừa mới bước vào cảnh giới này, lực lượng ít nhất cũng có thể sánh ngang chân ngã cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng Lăng Hàn lại đánh ngang tay với hắn, bọn họ đang nằm mơ sao. Từ Kiệt ngây ngốc, hắn thề, hắn tuyệt không có giữ lại một tia lực lượng nào trong một kích này. Cũng bộc phát toàn bộ chiến lược chân ngã tam trọng thiên, có thể rõ ràng chỉ là và lang hàn đánh ngang, thằng này cũng quá biến thái a. À. Ngươi chỉ là sinh đan cảnh mà thôi, thực thật không ngờ, ngươi kiêm tu thể thuật và bí lực lại đạt tới tình trạng này. Từ Kiệt hừ một tiếng, cho nên, càng không thể lưu ngươi lại được. Oanh, hắn lại đánh ra một quyền, lang hàn vung quyền chống đỡ, thản nhiên nói, cái gọi là chân ngã cảnh cũng không gì hơn thế này. Ha ha, ngươi cho rằng chân ngã cảnh chỉ có lực lượng mạnh hơn hay sao? Từ Kiệt cười lạnh, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết một chút về lực lượng chính thức của chân ngã cảnh, chỗ đáng sợ của đế tộc cũng chỉ có đến cảnh giới này mới có thể phát huy ra được. hắn vận chuyển đế thuật, rút thiên địa đạo tác ra chỉ bản thân, dùng bộc phát thành lực phá hoại đáng sợ. nhưng hắn vừa mới làm thủ thế đã há to mồm, hắn không dám tin vào mắt mình. làm gì vậy? đây là chiến thuật gì? lang hàn cũng mặc kệ, hắn thả người lao tới, thiên đạo hỏa thiêu đốt, hắn thi triển đồ thần thuật tấn công từ kiệt, từ kiệt vội vàng đón đỡ bành 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 song phương kịch chiến nhưng vẫn bất phân thắng bại đám đông ngây người nhất là những người vừa đột phá chân ngã cảnh bọn họ biết rõ sau khi tiến vào cảnh giới này thực lực sẽ tăng lên kinh khủng cỡ nào từ kiệt lại đánh ngang tay với lăng hàn việc này không hợp đạo lý từ kiệt cố ý nhường nhịn sao không có khả năng hắn từng bị lăng hàn nhục nhã hơn nữa bị áp chế lâu như vậy bây giờ tu vi mạnh hơn có thể xoay người hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội lần này như vậy đã xảy ra chuyện gì đột nhiên một gã đế tử rung động nói các ngươi thử xem vận chuyển đế thuật làm gì vậy bảo các ngươi thử thì thử đi tên đế tử kia nói ra hắn bắt đầu vận chuyển đế thuật những người khác cũng nghe theo sau đó bọn họ đều biến sắc khó trách chúng ta không thể vận dụng thiên địa đạo tắc ở nơi này cho nên không cách nào phát huy ưu thế của chân ngã cảnh dường như nơi này không tồn tại thiên địa đạo tắc mọi người liên tục kinh hô cuối cùng bọn họ đã hiểu vì cái gì từ kiệt không cách nào áp chế lăng hàn bởi vì nơi này không có thiên địa đạo tắc, so với sinh đan cảnh mà nói, chân ngã cảnh chỉ có ưu thế về lực lượng, nói đến lực lượng, Lăng Hàn không thua gì bọn họ. Cho nên, Lăng Hàn mới có thể đánh ngang tay với Từ Kiệt. Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì thế này? Mọi người đều kinh hô, các đế tử hoảng sợ, bởi vì át chủ bài của bọn họ ở chỗ này đều mất đi hiệu lực, ví dụ như thế tử phù, ví dụ như thiên lý độn hành phù, tất cả đều dựa vào thiên địa đạo tắc phát huy. Tuy Lăng Hàn đang kích chiến nhưng tai lại nghe tám phương, hắn cũng thu hết tất cả nghị luận của đế tử đế nữ vào tai, hắn giật mình, khó trách chiến lực từ kiệt thấp hơn hắn tưởng tượng, thì ra hắn không thể vận dụng thiên địa đạo tác. Vậy thì không cần khách khí, lăng hàn phát huy, chiêu chiêu bá đạo, khí lực của hắn cường đại, tuy không địch lại khí lạnh nhưng đối mặt công kích của từ kiệt vẫn có thể phát huy tác dụng, chiến lực hai người tương đương nhau, một người không sợ đả kích, một người chỉ có thể phòng ngự, điều này có thể giống nhau sao? Từ kiệt lâm vào hạ phong tuyệt đối, từ kiệt phiền muộn, nội tâm rất ức chế, hắn cho rằng có thể áp chế lăng hàn, sau khi ra tay mới phát hiện ông trời đang hãm hại mình. Đây là chỗ tốt sau khi đạt được số mệnh chân long sao. Hắn không thể không lui, nếu không, hắn sẽ ăn thua thiệt. Lăng hàn truy kích, người khác muốn khi dễ hắn, như vậy không có gì để nói, đánh hắn nằm xuống đất là được. Trường 4626, kỳ hoa, dừng tay, rất nhiều đế tử liên tục ra tay, bọn họ cùng chặn đường Lăng Hàn. Nếu như đều là sinh đan cảnh, Lăng Hàn căn bản không sợ, đừng nói 18 đế tử, cho dù 100 cũng không sao, hắn dựa vào khí lực cường hoành nghiền áp tất cả. Nhưng hiện tại không được, những đế tử này đều là chân ngã cảnh, chiến lực không kém Lăng Hàn chút nào, chỉ cần hai người liên thủ là có thể ngăn cản Lăng Hàn. Lăng Hàn ngừng tay, hắn không tiếp tục truy kích, bởi vì làm như vậy là phí công. Nhưng ánh mắt của hắn như đau, hắn nhìn các đế tử và nói. Các người thật sự muốn đối đầu với ta sao? Những người này khi từ kiệt vừa ra tay không ngăn cản, hết lần này tới lần khác thời điểm từ kiệt bại trận mới nhúng tay rõ ràng là bọn chúng thiên vị mà không phải khuyên can cho nên trong nội tâm lăng hàn rất tức giận lăng hàn người cũng đã biết nơi này là nơi nào có đế tử trách mắng đây là khu vực nguy hiểm không biết mọi người phải đồng tâm hiệp lực nếu không không ai đừng mong còn sống rời đi lăng hàn khoát khoát tay nếu các ngươi nói như thế các ngươi đã quyết định đối địch với ta ta sẽ ghi nhớ tất cả các ngươi ngày sau luôn luôn sẽ có thời điểm thanh toán lăng hàn người không nên quá kiêu ngạo đế tử thạch nguyên trần lạnh lùng nói trên đời này còn không có ai không có thế lực nào có thể khiêu chiến đế tộc lại một gã đế tử nói lăng hàn cười nhạt một tiếng theo ý của các ngươi cũng chỉ có các ngươi có thể khi dễ người khác tuyệt đối không được phép người khác hoàn thủ có phải hay không các ngươi khi dễ người khác chính là đương nhiên người khác hoàn thủ chính là đại nghịch bất đạo các đế tử không nói gì thần thái bọn họ rất cao ngạo ý tứ hiện rõ trên mặt Đế tộc chính là tồn tại cao cao tại thượng, trước mặt đế tộc, dù là thánh địa cũng chỉ là con sâu cái kiến. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, hắn nói với đám người lâm lạc. Đi, lâm lạc, đại hắc cầu đều gật đầu, thần sắc nghiêm túc, trong lòng ẩn chứa lửa giận. Những đế tộc này quá kiêu ngạo và bá đạo, lực lượng như vậy cũng nhờ tổ tiên xuất hiện đại đế, nhận được phúc ấm mà thôi. Bọn họ rời đi, tuy nơi này là nơi che chở nhưng bọn họ cũng không có khả năng lưu lại nơi này mãi, ngồi ở nơi này chẳng khác gì chờ chết. Đội ngũ đi theo bọn họ lúc trước thì lưu lại, thấy thế nào nơi này cũng an toàn hơn so với đi theo đám người lăng hàn. Bên ngoài có thánh nhân suy nghĩ làm cách nào cởi bỏ phong ấn, tuy phong ấn nơi này là thủ đoạn của đại đế bố trí, hiện tại phong ấn đã mài mòn không ít, tin tưởng dùng năng lực thánh nhân, không cần thời gian quá lâu sẽ phá giải dễ dàng. Đến lúc đó thánh nhân nhập cuộc, trong thời đại thiên hạ không đế, thánh nhân tay cầm đế binh còn không thể quét ngang thiên hạ hay sao? Lăng Hàn tự nhiên sẽ không miễn cưỡng bọn họ, hiện tại cũng không phải thời điểm kéo đội ngũ, hắn mới mặc kệ bọn họ. Một đoàn người tiếp tục đi tới, hoàn cảnh chung quanh lờ mờ nhưng cũng không phải đen kịt không thấy gì, vẫn có thể thấy đường tiến lên phía trước. Bọn họ đi, cũng không lâu lắm, đột nhiên Lăng Hàn nghe thấy có mùi hương thơm ngát, toàn thân hắn cảm thấy phấn chấn nhẹ nhõm. Thơm quá, Tiểu Thanh Long cũng nói ra, Đại Hắc Cẩu, Lâm Lạc gật đầu, bọn họ đều ngửi thấy hương thơm. Ô, tại sao Long ra có cảm giác hương thơm là cảm ứng được, mà không phải người thấy được. Tiểu Thanh Long nói thầm, nói đùa, tại sao có thể cảm ứng hương thơm chứ? Đại Hắc Cầu lập tức lắc đầu, nội tâm lang hàn khẽ động, hắn vươn tay bóp mũi của mình nhưng mùi thơm vẫn lan tỏa không tan. Hắn gật gật đầu, hương thương có thể cảm ứng được, ồ, mọi người lấy làm kỳ, liên tục bóp mũi thử một lần, quả là thế. Thật sự kỳ quái, đây là hương hoa gì? Đi xem, bọn họ bắt đầu tìm kiếm, nhưng hương hoa là thông qua thần thức cảm ứng, tìm kiếm nó thập phần khó khăn, bởi vì nó khác biệt lẽ thường. Nhưng khoảng cách càng gần, hương hoa trong thức hải bọn họ càng đậm, có lẽ bọn họ đã tiếp cận. Không bao lâu, bọn họ nhìn thấy một đóa hoa toàn thân tuyết trắng, nó chỉ lớn như chén ăn cơm. Hoa này rất thần kỳ, không có lá cây, chỉ có một đóa hoa, đóa hoa có 5 phiến hoa và tỏa ra ánh sáng bóng loáng. Long ra phát hiện ra trước, tiểu thanh long kêu gào lao lên phía trước, đi, có biết cái gì gọi là kính giả hay không? đại hắc cầu cũng xông lên, nếu là thứ tốt, đương nhiên nó sẽ lao tới chiếm đoạt. Lão hắc, người biết cái gì gọi là nhường trẻ hay không? Tiểu thanh long không nhường, than Lăn, người là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, người còn giả vờ làm nai tơ. Đại hắc cầu kêu gào, vậy người càng phải kính giả, tiểu thanh long dương dương đắc ý, bọn họ vừa tranh giành vừa lao lên phía trước, sau khi đi tới bên cạnh đóa hoa, bọn chúng rũi móng vuốt ra hái. Xoát, đúng lúc này, một ánh đao chém tới, đột nhiên nhìn thấy một người lao lên muốn chém giết bọn chúng. Lão Hắc, Tiểu Thanh Long đá ra một cước, cũng đá đại Hắc Cẩu bay sang một bên, một nó dùng hai tay trọi cứng với ánh đao. Xoát, một đám máu tươi bắn tung tóe, hai móng vuốt của Tiểu Thanh Long đã chảy máu tươi đầm đìa. Người xuất thủ không chút lưu tình, lưỡi đao quét qua muốn chém giết Tiểu Thanh Long. Hừ, lang Hàn đã lao tới, hắn xuất quyền đánh vào sống đao. Ông, thân đao run rẩy và bị đẩy ra. Khốn kiếp, đây là cái quỷ gì thế này? Tiểu Thanh Long lúc này mới có thời gian nhìn rõ kẻ đánh lén, nó vô cùng kinh hãi. Lăng Hàn hít khí lạnh, nói, âm hồn, rốt cuộc hắn hiểu vì cái gì nơi này lại lạnh thấu xương như vậy, vì cái gì chân ngã cảnh không cách nào tuyên chuyển thiên địa đạo tắc, thì ra nơi này không đơn giản, nó chính là âm phủ. Tại âm phủ, đương nhiên lạnh lẽo tận xương, cũng không cách nào tuyên chuyển thiên địa đạo tắc, tại đây thiên địa quy tắc là hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn dùng trạng thái linh hồn tiến vào âm phủ, nhưng lúc này lại là thân thể, cho nên cảm giác hoàn toàn khác biệt, lại để cho hắn không có trước tiên kịp phản ứng. Khó trách hương hoa này cần dùng thần thức cảm ứng, vạn vật không có thân thể, toàn bộ đều là trạng thái linh hồn. Âm hồn gì, âm hồn là cái quỷ gì, tiểu thanh long nháy mắt vài cái, tuy hắn là lão quái vật trăm triệu năm trước, trên thực tế lại non nót như hài tử mà thôi. Gặp quỷ, lang hàn hét lớn một tiếng, chủ động tấn công âm hồn, đây là một đầu âm hồn chân ngã cảnh, lực lượng rất mạnh, lại không thể vận dụng thiên địa đạo tắc, như vậy chân ngã cảnh nhiều nhất chỉ có thể xem như có lực lượng mạnh hơn sinh đan cảnh lăng hàn tự nhiên không kinh sợ xoát âm hồn vung đao chém tới lăng hàn đối chiến từng quyền nhưng này lực lượng âm hồn càng mạnh hơn nữa mà lưỡi đao cực kỳ sắc bén lúc chém vào tay hắn lại chảy máu hư ta không biết giết qua bao nhiêu đầu âm hồn chân ngã cảnh còn không làm gì được ngươi hắn quát lớn một tiếng phát động năng lượng hủy diệt đây chính là thế giới mạnh được yếu thua năng lượng tầng thứ cao vừa ra Đầu âm hồn kia lập tức kiêng kỵ, nó chỉ nửa mở linh trí nhưng bản năng lại sợ hãi năng lượng hủy diệt. Tiễn ngươi lên đường, Lăng Hàn oanh kích, hắn nhanh chóng giải quyết âm hồn. Chương 4627, lại tới âm phủ. Âm hồn không được, cho dù là chân ngã cảnh nhưng một không có vũ khí, hai không thể điều động thiên địa đạo tắc, có thể bị năng lượng tầng thứ cao gây thương tích, nhược điểm quá nhiều. Nhưng Lăng Hàn có thể nhẹ nhàng giải quyết như vậy cũng đủ làm người ta điên cuồng. Dựa theo lời ngươi nói, đây là âm phủ lâm lạc đi tới hắn tự nhiên đã nghe lăng hàn nói gì lăng hàn gật đầu đây chính là điểm kết nối với âm phủ bị thánh hoàng dùng đại thủ đoạn phong ấn bởi vì thời gian quá lâu nên này phong ấn buông lỏng cứ thế này không bao lâu nữa phong ấn sẽ mất đi hiệu lực hoàn toàn đến lúc đó đại lượng âm hồn tiến quân thần tốc khó tránh khỏi sẽ có một trận đại chiến tất cả mọi người nghiêm túc lúc này mới vừa tới nơi đây đã gặp được một đầu âm hồn cấp bậc chân ngã cảnh cho dù không xuất hiện cấp bậc hóa linh cảnh chỉ cần âm hồn chân ngã cảnh nhiều một chút, bọn họ sẽ bị quá sức. Nơi này quá hung hiểm, Lâm Lạc cảm thán nói một câu, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ chờ mong. Hắn từng là thiên tôn mạnh nhất trong nguyên thế giới, khi đối mặt với nguy hiểm hắn càng tự tin ứng chiến. Buông tay, đây là của cậu ra, không, là của Long ra. Bên cạnh, đại hắc cẩu và tiểu thanh Long đang đánh nhau, bọn chúng đều mơ tưởng cướp đoạt gốc kỳ hoa kia. Lăng Hàn thở dài, chẳng lẽ hai gia hỏa này không có chút giác ngộ nào hay sao? hắn ra tay chấn áp một rồng một chó, sau đó lại đi nghiên cứu gốc kỳ hoa. Ta không biết nên hình dung gốc tiên dược này như thế nào. Lăng Hàn nói ra, đây cũng không phải là thật thể, kỳ thật chỉ là một đoàn năng lượng, nó có tác dụng tẩm bổ linh hồn. Khó trách con âm hồn kia bố trí mai phục ở nơi này, có lẽ nó cũng trường kỳ nhận được tiên dược tẩm bổ, cho nên mới chậm rãi sinh ra linh trí. Lâm Lạc nói, Lăng Hàn gật đầu, nói, âm hồn kia ý thức được, chậm rãi nhận được tiên hoa tẩm bổ sẽ có hiệu quả tốt hơn ăn trực tiếp, thẳng đến lúc chúng ta muốn ngắt lấy, nó lúc này mới giết ra. Bởi vậy có thể thấy được, linh trí của âm hồn này rất kinh người. a à, nếu như nơi này có nhiều tiên hoa như vậy, chẳng lẽ âm hồn mở linh trí nhiều vô số kể? Đại Hắc Cầu nói ra, Lăng Hàn trầm ngâm một lúc, nói, trừ tiên dược ra, âm hồn có thể thôn phệ lẫn nhau lớn mạnh thực lực, khai mở linh trí, cho nên, có lẽ nơi này không thiếu âm hồn cường đại hắn đã từng dùng linh hồn tiến vào qua âm phủ, nhưng âm hồn cường đại nhất khi đó chỉ là cấp giáo chủ, nhưng đó là vì có âm hồn cường đại hơn cố ý nuôi thả, bồi dưỡng ra âm hồn cấp tôn giả lại ăn tươi. Cũng không biết âm hồn mạnh nhất khu vực này cấp độ gì, nếu như xuất hiện tôn giả. Cho dù âm hồn kém nhất cũng có thể dùng cảnh giới nghiền áp bọn họ. Chúng ta phải cẩn thận một chút, ân, vấn đề liên quan đến đến tánh mạng, ngay cả đại hắc cầu, tiểu thanh long cũng không dám khinh thường, liên tục gật đầu, thần sắc nghiêm túc đóa hoa kia làm sao bây giờ? Đại hắc cầu liếm lắp đầu lưỡi. Lăng Hàn nói, cường độ linh hồn của ta đạt tới cấp bậc hóa linh cảnh, tiên hoa này không có hiệu quả lớn với ta, cho nên ta không tham dự phân phối. Nhưng ta nghĩ nơi này không thiếu tiên dược, cho nên không bằng đi một vòng rồi lấy. Cầu ra đầu tiên, không, long ra đầu tiên, hai tên ti tiện lại tranh đoạt với nhau. Lăng Hàn thở dài, nói, các ngươi oẩn tù tì đi, tốt tốt, hổ nữ lập tức sinh ra hứng thú bọn chúng bắt đầu ẩn tù tì kết quả hổ nữ nhẹ nhõm thắng được đây là số mệnh chân long phát huy sao hổ nữ hái tiên hoa xuống nhưng căn bản không cần phục dụng tiên hoa trực tiếp xung nhập vào trong lòng bàn tay của nàng thần hồn của nàng tăng lên rất lớn thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từ bên ngoài giống như một bếp lò bộc nhiên bạo phát hỏa diễm hừng hực nữu nhanh chóng áp chế lang hàn vội vàng nói ra hổ nữu gật đầu dùng bí lực bao phủ thân thể của mình không cho hồn quang lao ra bên ngoài cơ thể Bằng không linh hồn người sống chính là đại bổ vật với âm hồn, âm hồn từ xa sẽ kéo tới nơi đây giống như cá mập người thấy mùi máu tanh. Tiến vào nơi này cần phải cẩn thận, nhưng không thể không làm gì cả, huống hồ, hiển nhiên đây là cơ duyên, không tranh thủ thời gian sẽ bị người khác đoạt. Sau khi đi một lúc, quả nhiên, bọn họ lại phát hiện một cây tiên dược tăng thần hồn. Ba đóa bốn đóa năm đóa nơi này có không ít tiên dược tăng thần hồn nhưng có cấp bậc chân ngã cảnh, cũng có cấp bậc chú đỉnh, lại không có cấp bậc hóa linh cảnh trừ việc đó ra bọn họ phát hiện nhiều di hài thánh nhân những di hài này đang bốc cháy hừng hực xua tan hàn khí hai ngày xuống bọn họ hái được trăm gốc tiên dược không có gốc nào thích hợp với lăng hàn lại qua một ngày sau đó tình huống đã xuất hiện biến hóa lăng hàn nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc vô số âm hồn xếp thành hàng dài tiến về một hướng hoàn toàn không nhìn thấy âm hồn cuối cùng cơ hội tốt đám người lâm lạc đều xoa tay bọn họ đều nghe lăng hàn nói đánh chết âm hồn trong âm phủ là có thể lớn mạnh linh hồn, đây là đạo lý một âm một dương bổ sung cho nhau. Âm hồn nơi này không mạnh, rất thích hợp cho bọn họ càn quét. Đám người giết ra ngoài, bọn họ liên tục vận chuyển năng lượng tầng thứ cao và bắt đầu đồ sát. Âm hồn không có thân thể, bí lực oanh kích không có hiệu quả, chỉ có năng lượng tầng thứ cao mới có thể tạo thành tổn thương. Sau một hồi giết chóc, đám người lâm lạc lắc đầu và lui ra ngoài. Linh hồn bọn họ không lớn mạnh, ô, vì cái gì không được, Chẳng lẽ bởi vì lần trước ta dùng linh hồn tiến vào nơi đây hay sao? Lăng Hàn nói ra, có khả năng bị thân thể chúng ta ngăn cản. Lâm Lạc nói, lại thử một chút, trong nháy mắt giết chết cứ buông lỏng thân thể. Bọn họ thử lại, lần này lại thành công, thân thể lại che đậy không ít năng lượng âm hồn. Bọn họ đều nói ra, Lăng Hàn cười cười, nói, các ngươi không cần để ý vấn đề chuyển hóa, âm hồn nơi này quá nhiều, có thể nhẹ nhõm tăng cường độ linh hồn các ngươi lên chân ngã cảnh nhưng sau đó suy nghĩ giết âm hồn chân ngã cảnh thế nào mới khó bọn họ cũng không có năng lượng hủy diệt muốn vượt cấp chiến đấu rất khó khăn hơn nữa nơi này có u linh hồn tinh gia tăng cường độ linh hồn nó có tác dụng trợ giúp linh hồn rất mạnh tốt đi tìm quặng mỏ đại hắc cầu nói ra lăng hàn trầm ngâm hình huống hiện tại không khác lần trước lắm duy nhất không thể xác định là rốt cuộc nơi này là địa bàn của cường giả âm hồn nào lão đại càng mạnh thủ hạ tướng lãnh cũng càng mạnh dùng trạng thái linh hồn Lăng Hàn không bị trói buộc chút nào, bằng vào lực uy hiếp biến thái của năng lượng hủy diệt, hắn có thể miễn cưỡng đánh một trận với âm hồn hóa linh cảnh. Nhưng bây giờ không được, linh hồn hắn bị thân thể trói buộc, thực lực của hắn tăng lên nhưng năng lực trấn áp âm hồn lại giảm. Hắn nói băn khoăn với mọi người, tất cả mọi người đều trầm ngâm. Cũng không phải không có biện pháp, Tiểu Thanh Long nói, bây giờ chúng ta không thể chống cự khí lạnh, cũng không phải là thể thuật không được, mà là chúng ta không vượt qua đạo hạm chân ngã cảnh. Đối với người tu hành bí lực mà nói, chân ngã cảnh là một đạo hạm, đối với thể tu chẳng lẽ không phải cũng giống như vậy hay sao? chương 4628, tích lũy cuối cùng. Đúng như Tiểu Thanh Long đã nói, một khi cắt bước tiến lên chân ngã cảnh thể tu cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuy không khoa trương bằng người tu hành bí lực, nhưng huyết khí sôi trào chống cự hàn khí chỉ là chuyện nhỏ. Phải biết rằng, âm hồn sợ nhất chính là khí huyết trí cương trí dương, cho nên, thể tu chúng ta là khắc tinh của âm hồn. Tiểu Thanh Long dương dương đắc ý nói ra, lão tổ tông thể tu này nhất mạch tuyệt đối là chân long, đáng tiếc, việc này cũng không có lưu truyền tới nay, lịch sử đã đứt gãy, thẳng đến khi tiểu thanh long xuất thế. Tốt, chúng ta nên đột phá chân ngã cảnh, Lăng Hàn gật đầu, sau đó hắn cau mày suy nghĩ. Vấn đề là, có thể đột phá tại âm phủ sao? Không thấy những chân ngã cảnh kia không thể tuyên truyền thiên địa đạo tắc hay sao? Hẳn là có thể, Lâm Lạc trầm ngâm nói, tu đến sinh đan cảnh cực hạn, trong cơ thể chúng ta đã lưu lại mảnh vỡ đạo tắc, chỉ cần thăng hoa những đạo tắc này, từ đó giúp chúng ta vượt qua một bước mấu chốt. Dù sao nơi này không phải dương gian, cho nên, chúng ta không có cách nào đạt được lực lượng thiên địa ẩn dưỡng, khẳng định sẽ thua kém không ít. Tiểu Thanh Long nói, như thế không sao, ít nhất từ thể thuật, tiến cảnh của chúng ta sẽ tăng nhiều. Đúng vậy, Thiên Long đế quyết dùng năng lượng tầng thứ cao rèn luyện thân thể, cho dù ở trong âm phủ, năng lượng tầng thứ cao vẫn có thể câu thông. Mọi người đạt thành chung nhận thức, nhưng đột phá đại cảnh giới cũng không phải suy nghĩ là làm được. Lăng Hàn, Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu đều đạt tới sinh đan cảnh đỉnh phong, Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long còn cần một ít thời gian tích lũy, Đại Hắc Cẩu đã có thể bước qua một bước kia. Bởi vì Đại Hắc Cẩu vừa mới bắt đầu tu luyện Thiên Long Đế quyết sinh đan thiên, dù nó đột phá chân ngã cảnh nhưng thể thuật sẽ không theo kịp. Lăng Hàn liền quyết định, đầu tiên phải đi tìm u linh hồn tinh trước, hoàn thành tích lũy trong chiến đấu. Bọn họ đi theo đại quân âm hồn cũng nhanh chóng tiến tới nơi đặt u linh hồn tinh, đó là nơi rụ rỗ âm hồn tàn sát lẫn nhau, bọn họ ra tay, tự nhiên dẫn âm hồn trí tuệ xuất hiện, vẫn là cấp bậc chân ngã cảnh, nhưng hoàn toàn mở ra trí tuệ. Bắt âm hồn này là có thể thẩm vấn một phen, âm hồn hoàn toàn không biết gì về mỏ u linh hồn tinh. Được rồi, cấp bậc quá thấp, không biết cũng bình thường. Mọi người tiếp tục khai chiến, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh thôi. Bọn họ gây tai họa tại nơi này, Trồn giết rất nhiều âm hồn cấp bậc chân ngã cảnh, rốt cục dẫn suốt đại quái, năm ngày sau có một âm hồn cấp bậc hóa linh cảnh xuất hiện, chúng phát hiện bọn họ từ xa, sau đó lập tức bay vút tới tấn công. Vừa mới giao thủ, Lăng Hàn đã gặp áp lực như núi. Lúc trước hắn và Trì Mộng Hàm liên thủ, lại thêm phối hợp thiên hoa bảo thuật mới đuổi giết một đại quái hóa linh cảnh, hiện tại chỉ có một mình hắn, cho dù thực lực tăng nhiều vẫn không đủ để đối kháng. Rốt lui, hắn quát một tiếng, yểm hộ mọi người lui lại, khá tốt năng lượng hủy diệt có uy hiếp rất lớn với âm hồn cho dù là âm hồn hóa linh cảnh đại cũng không dám quá bức bách nhưng nó cũng không buông tha nó tiếp tục đi theo đám người lăng hàn đây là phiền toái mang theo con ghẻ ký sinh này chẳng khác gì không được bình an nếu đã chọc thì bọn họ làm được gì bọn họ vừa đánh vừa lui khá tốt năng lượng hủy diệt đầy đủ cường đại từ đó âm hồn cường đại vô cùng kiêng kỵ một lúc sau đám người lăng hàn chống đỡ không nổi bởi vì khí lạnh nơi này quá đáng sợ Lúc nào cũng cần sử dụng năng lượng tầng thứ cao đối kháng, từ đó tiêu hao niệm lực quá lớn. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải lui tới gần hài cốt thánh nhân, muốn nghỉ ngơi và khôi phục tại nơi này. Sau mấy tiếng đồng hồ, bọn họ đi tới nơi lúc trước, đó là xương đùi của thánh nhân và dài chừng trăm trượng, xương đùi tỏa ra khí tức cường đại của thánh nhân, giống như muốn xé nát cả bầu trời. Khối xương thánh nhân đang thiêu đốt, nó phóng thích ra ngọn lửa màu xanh xua tan khí lạnh. Đoàn người Lăng Hàn vội vàng tiến lên bọn họ sắp đạt tới cực hạn. Ồ, oh, bọn họ phát hiện, đại âm hồn kia dừng lại không dám đuổi theo. Chẳng lẽ nó không dám tới? Đại hắc cẩu phỏng đoán, có lẽ đúng thế, lâm lạc gật đầu, xem ra, dù thánh nhân dương gian sau khi chết vẫn tỏa ra khí thức cường đại khắc chế âm hồn. Đây là đánh bậy đánh bạ phát hiện việc này, xem ra, hai cốt thánh nhân chẳng những có thể dùng chống cự giá lạnh, còn có thể làm nơi ẩn nấp và chống cự âm hồn. Mọi người vội vàng nghỉ ngơi và khôi phục hồn lực không giống với bí lực, hồn lực không phải đến từ thiên địa năng lượng, chỉ cần đạt được đầy đủ nghỉ ngơi thì nó sẽ tự khôi phục. Một ngày sau đó, Lăng Hàn chủ động xuất chiến, hắn đi nghênh chiến đại âm hồn. Long gia cũng tới, Tiểu Thanh Long cũng xuất chiến. Tuy âm hồn không được, nhưng dù sao cũng là đại quái hóa linh cảnh, chỉ chiến đấu một lúc, Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long vết thương chồng chất, thân thể bọn họ không thể ngăn cản công kích của âm hồn, nó lại có thể tấn công thức hải của bọn họ. Cho nên, bọn họ bị tổn thương thần hồn khá tốt không nặng, bọn họ đều cẩn thận và xem đây là một lần ma luyện. Đáng tiếc, đầu âm hồn quá mạnh mẽ, chỉ thích hợp cho Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long ma luyện, những người khác muốn đi lên sẽ bị tiêu diệt linh hồn, thân thể bị chiếm cứ. Chiến chiến chiến, 7 ngày sau, Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long không xuất kích. Không cần, bọn họ đã hoàn thành tích lũy trong tu trong trận chiến vài ngày trước, có thể bước ra bước tiếp theo. Một người một con rồng bắt đầu trùng kích chân ngã cảnh, đại hắc tổ còn bắt đầu sớm hơn bọn họ một ngày. Lúc này, hỗn độn tiên đan của Lăng Hàn đã sớm hóa lỏng toàn bộ, thành nó biến thành khu vực đan trì, trong đan chỉ có 9 đạo tắc đang chìm nổi. Muốn trở thành chân ngã cảnh, như vậy phải dùng đạo tắc miêu tả chân ngã, dùng tất cả đạo tắc xây dựng chân ngã, ý nghĩa hoàn thành bước đầu tiên của chân ngã cảnh. Cho dù chân ngã có 4 hình thái, sau khi đi qua 4 lần chuyển hóa hình thái, chân ngã mới có thể hoàn toàn vững chắc, cũng có thể tiến lên cảnh giới tiếp theo, hóa linh. Đối với sinh đan cảnh mà nói, Lúc trước bọn họ chỉ khắc ba lạc ấn lên tiên đan, bởi vậy, chân ngã cảnh cũng hoàn thành dễ dàng, bởi vì số lượng chân ngã ít. Lăng Hàn khác biệt, hắn có tới 9 đạo tắc, hiện tại có một vấn đề chính là chọn lựa đạo tắc đầu tiên. Theo lý mà nói, việc này không có gì phải do dự, nhất định là hủy diệt đạo tắc, uy lực của nó là lớn nhất. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn cho tới bây giờ không có lĩnh ngộ qua hủy diệt đạo tắc, hắn hoàn toàn dựa vào vị diện lực trong cơ thể mới có thể nắm giữ dễ dàng. Nhưng mà chân ngã cảnh đã bắt đầu tiếp xúc với thiên địa đạo tắc muốn đi lĩnh ngộ việc này dễ như thế sao lang hàn chỉ do dự một lúc hắn vẫn quyết định chọn năng lượng hủy diệt bởi vì hắn sớm muộn gì cũng làm thế chờ đợi không bằng hành động sớm đây là một loại tự tin có đôi khi tin tưởng thực sự rất trọng yếu tốt bắt đầu từ hủy diệt đạo tắc lang hàn hít sâu một hơi hắn bắt đầu chất lọc hủy diệt đạo tắc trong đan trì xem đây là xương cốt và miêu tả chân ngã Chương 4629, đột phá chân ngã. Chân ngã cảnh là quá độ của hóa linh cảnh, cái gì gọi là hóa linh, chân ngã hóa linh giống như phân thân, có thể cất bước đi dạo thiên hạ. Cho nên, chân ngã càng mạnh, hóa ra linh thân sẽ càng mạnh. Lang Hàn bắt đầu xây dựng hủy diệt chân ngã, dùng hủy diệt đạo tắc làm xương cốt, dùng đan dịch thành huyết nhục, hình thành một đám hỗn độn, thấy không rõ là vật gì. Đây là tự nhiên, chân ngã cảnh có bốn hình thái thẳng đến hình thái thứ tư thì chân ngã mới có thể chính thức miêu tả ra. Ba, có thứ gì đó rơi vào và nhanh chóng hòa tan vào trong đan trì. Lần thứ nhất nếm thử tuyên cáo thất bại, đương nhiên Lăng Hàn không có để ý, hắn muốn làm một bước này quá đơn giản, hơn nữa, hắn miêu tả ra hủy diệt chân ngã. Hắn bắt đầu phỏng đoán hủy diệt đạo tắc, đến một bước này, hắn sơ bộ có được tư cách như vậy. Nhưng mà, hủy diệt đạo tắc quá huyền diệu, đây chính là năng lượng tầng thứ cao thập sao, đại đế cũng chưa từng chạm đến tuy hắn có được nhưng hắn không tự tu luyện có được cho nên cho dù hắn cố gắng thế nào cũng vô dụng sau khi liên tục thất bại nhiều lần trong nội tâm lăng hàn khẽ động hắn dựa vào vị diện trong người tu hành năng lượng hủy diệt chẳng phải hắn cũng có thể dựa vào vị diện lĩnh ngộ hay sao đến thử xem hắn dẫn động vị diện lực sau đó một lần nữa đi miêu tả ra hủy diệt chân ngã khung xương thành huyết nhục sinh tất cả đều như cũ sau đó chân ngã sắp bắt đầu nứt vỡ nhưng lúc này vị diện lực bộc phát tuy yếu ớt nhưng nó lại phát huy uy năng kỳ diệu. Hủy diệt đạo tắc ổn định, không hề chống cự, ngoan ngoãn. Chân ngã tiếp tục miêu tả, tất cả vô cùng thuận lợi. Qua một ngày sau, hủy diệt chân ngã đã tu thành, nó hóa thành một tượng gỗ. Chân ngã cảnh, đây là bước đầu tiên, tượng gỗ, kế tiếp cần làm hủy diệt chân ngã lớn mạnh, sau khi đạt đến mức tận cùng thì hắn có thể miêu tả chân ngã thứ hai, thẳng đến khi miêu tả tất cả đạo tắc thì thôi. Như thế, chân ngã bước đầu tiên đã hoàn thành, hắn bắt đầu tố thạch hình ông trong thức hải lang hàn xuất hiện một người màu vàng óng ánh tay nắm chảm đao phát động công kích lang hàn tâm ma lang hàn không sợ hãi hắn không cần dùng lục tự minh vương chú hắn thúc giục hủy diệt chân ngã nghênh đón lớn mật lại dám đánh cắp sức mạnh to lớn lúc này tâm ma quát lớn giống như nó vô cùng phẫn nộ lang hàn cười ha ha hắn căn bản không để ý tới hủy diệt chân ngã đánh tới cường độ linh hồn của hắn có thể so sánh với hóa linh cảnh tiêu diệt tâm ma rất dễ dàng, hắn va chạm hai ba lần là hoàn thành. Lăng Hàn mở mắt ra, một đạo thần quang bắn ra khắp thiên địa. Oanh, trong người hắn bộc phát khí thức đáng sợ, đám người lâm lạc, nữ hoàng bên cạnh có cảm giác hít thở không thông. Hắn bây giờ là chân ngã cảnh, khí tức đương nhiên khủng bố. Lăng Hàn, người đột phá, lâm lạc không thể tưởng tượng nổi, từ sinh đan đến chân ngã, cho dù là chuyện nước chảy thành sông cũng cần ít nhất 10 ngày mới đúng. Ngươi hoàn thành trong một ngày, nói đùa gì thế? Lăng Hàn cũng bất ngờ, nếu hắn đổi dùng đạo tắc khác, muốn thành công tố ra chân ngã tuyệt đối không phải chuyện một ngày, cho dù hắn yêu nghiệt cũng cần thời gian ít nhất 5 6 ngày. Nhưng năng lượng hủy diệt rõ ràng thâm ảo nhất, nó được vị diện lực hỗ trợ nên nhẹ nhóm tố thành chân ngã, giống như ông trời đang trợ giúp hắn. Lăng Hàn gật đầu, hắn nhìn lên bầu trời, hắn đã có cảm ngộ hoàn toàn khác biệt, thiên địa như đang dùng hình thức khác bày ra trước mặt hắn giống như hắn vươn tay là chạm tới, hắn có thể cảm nhận rõ đạo tắc và quy tắc. Khó trách nói chân ngã cảnh mới có thể chính thức tu hành thiên địa quy tắc, thì ra là thế. Ha ha, lăng hàn của nữ thật lợi hại. Hổ nữ cười nói, nàng nhảy vào trong ngực lăng hàn giống như một con mèo nhỏ. Lăng hàn cười to, sau khi nói với mọi người một lúc, hắn bắt đầu thí nghiệm thực lực của mình hiện tại. Trước khi đột phá, lực lượng của ta có thể so sánh với chân ngã tam trọng thiên, hiện tại đã sánh ngang lục trọng thiên, có thể so sánh với chân ngã cảnh trung kỳ hắn tiện tay đánh ra một quyền bí lực bị hủy diệt chân ngã thôi phát lực lượng có đột phá rõ ràng hơn nữa đây là bị hủy diệt chân ngã thúc giục cho nên mang theo một tia năng lượng hủy diệt từ đó lực phá hoại tăng lên trên diện rộng thể thuật của hắn vẫn dừng lại ở sinh đan cảnh ở chỗ này đạo tắc không lộ ra ta không cách nào tu hành tiếp Làm hàn âm thầm gật đầu nơi này là âm phủ hắn căn bản không bắt được thiên địa đạo tắc cho nên cảnh giới võ đạo của hắn sẽ kẹt ở nơi này. Nhưng thể thuật lại không bị ảnh hưởng, Lăng Hàn bắt đầu tu luyện thiên long đế quyết chân ngã thiên, lần này, hắn trực tiếp dùng năng lượng ngũ tinh rèn luyện bản thân. a à, năng lượng ngũ tinh có lực phá hoại cuồng bạo cỡ nào, hắn đang dẫn lửa đốt người, thiếu chút nữa đã đốt chính mình chết đi. Khá tốt, trước kia dầm trụ cột vững chắc, khí lực của hắn đủ cường đại, cho nên hắn chịu nổi dày vò như thế. Sau khi tốn 5 ngày, Lăng Hàn mới vận chuyển chân ngã thiên một lần, lúc này trên người của hắn mọc ra long lân và sinh ra long uy lang hàn nhíu mày hắn là người hắn không có hứng thú làm long cho dù đó là tồn tại tối cao trong thiên địa vạn pháp đều tự nhiên cho nên long lân cũng chỉ là vẻ ngoài hắn nói thầm trong lòng tại sao không thể dùng phương thức khác thể hiện ra hắn xâm nhập thăm dò và có rất nhiều điều ngộ ra ha ha long ra đột phá chỉ nghe tiểu thanh long kêu to một tiếng oanh hắn tỏa ra khí thế kinh người nó nhìn sang nhìn thấy lăng hàn ngồi dưới đất còn tưởng rằng lăng hàn còn đang trùng kích chân ngã cảnh lúc trước nó toàn tâm đột phá nên nên không biết xảy ra chuyện gì nó còn dương dương đắc ý rốt cục đã vượt qua lăng hàn một hồi lăng hàn đã đột phá từ năm ngày trước nữ hoàng nói ra vẻ mặt của nàng đầy cao ngạo cái gì tiểu thanh long lập tức há hốc mồm ngươi nói đùa sao lăng hàn của nữ lợi hại hơn ngươi nhiều hồ nữ bổ thêm một đao tiểu thanh long cảm giác ngực đau đớn a a a hắn cũng chỉ cần 6 ngày đã hoàn thành đột phá, việc này đã trâu bò lắm rồi, không nói đệ nhất cổ kim nhưng lại rất hiếm có. Hiện tại nó còn không bằng lăng hàn, hơn nữa tranh lệch còn quá lớn. Đáng giận, tiểu thanh long cũng ngồi xuống, nó muốn bắt đầu thiên long đế quyết chân ngã thiên, cũng không tin nó lạc hậu hơn lăng hàn ở phương diện này. Qua hai ngày sau, rốt cục đại hắc cầu cũng hoàn thành đột phá, nó bước vào cảnh giới chân ngã cảnh. Thời gian cực nhanh, Bốn ngày qua đi, trên người Lăng Hàn bắt đầu tỏa ra khí thức không ổn định nhưng vô cùng cường đại, giống như khí thức này muốn áp chế đám người nữ hoàng, lâm lạc tại chỗ. Hiện tại hắn đã là chân ngã cảnh, cho dù vô ý thức nhưng lực lượng lại đáng sợ tới cực điểm, đám người nữ hoàng không cách nào kháng cự. Phía biết rằng, phương xa có một con âm hồn đang dục dịch. Lăng Hàn, hổ nữ vội vàng kêu lên, Lăng Hàn dùng mình, hắn phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó khí thức của hắn thu vào trong cơ thể. Trên người hắn xuất hiện phù văn có phần giống Long Lân. Chương 4630, trấn áp, lăng hàn thành công, hắn hóa đi Long Lân, dùng phù văn thuần túy thay thế, bởi vì kỳ thật đây là một cách vận dụng năng lượng thiên địa, mà phù văn là cách trình bày nguyên thủy nhất, Long Lân cũng bị chuyển hóa thành phù văn. Cho nên, dùng Long Lân hay lông Vũ cũng không phải chuyện gì, lăng hàn dễ dàng hóa Long Lân thành phù văn, dùng phương thức nguyên thủy nhất thể hiện ra ngoài. Ai ui, Tiểu Thanh Long đang tu luyện nó bất ngờ không đề phòng nên người ngã ngựa đổ ai đánh lén long ra nó kêu gào ngao ngao lang hàn cười ha ha đến giết địch hắn lao ra chủ động lao về phía âm hồn oanh năng lượng hủy diệt bộc phát và tỏa ra uy thế khôn cùng lang hàn kinh ngạc bởi vì hắn không có góc linh đồ hủy diệt thứ tư nhưng uy lực năng lượng tầng thứ cao lại tăng lên rất lớn đúng thế khi tu vi của hắn tăng lên đẳng cấp linh hồn sẽ lột xác từ đó năng lượng hủy diệt sẽ mạnh hơn nữa nhưng biên độ tăng lên không lớn như thế. sau đó lăng hàn đã tỉnh ngộ, chân ngã cảnh, đây là một đạo hạp. sau khi bước qua là có thể vận dụng thiên địa đạo tắc, mà năng lượng tầng thứ cao kỳ thật cũng thuộc về hàng ngũ này. hơn nữa, bắt đầu từ chân ngã cảnh, tầm quan trọng của niệm lực cũng tăng lên một bậc. vì cái gì, niệm lực cường đại mới có thể điều động thêm nhiều năng lượng tầng thứ cao và thiên địa đạo tắc. lăng hàn diệt đến, hắn đấm ra một quyền, đại âm hồn đáp lễ, kết quả năng lượng hủy diệt sôi trào trùng kích người nó nó lập tức phát ra thần hồn cấp độ tiếng rít lộ ra thống khổ cực kỳ năng lượng hủy diệt vô luận đối với sinh linh hay vẫn là âm hồn đều có khủng bố vô cùng lực sát thương cho dù tranh lệch một đại cảnh giới nó cũng vẫn bị trùng kích rất mạnh một cánh tay đã biến mất khá tốt âm hồn cũng không có thật thể cánh tay chỉ là diễn hóa tạo thành nó lập tức mọc ra cánh tay mới nhưng hình thể đang thu nhỏ lại cực nhanh lang hàn cười ha ha lúc trước hắn bị âm hồn này truy kích chật vật hiện tại rốt cuộc sơn cùng thủy tận sát chiến lực của lăng hàn bộc phát hoàn toàn sát khí trùng kích ập tới nhưng không còn là niệm động là tới mà là hóa thành một tiểu nhân màu đen có thể nhìn thấy rõ ràng đại âm hồn không địch nổi nó vội vàng quay người bỏ trốn lăng hàn theo đuổi không bỏ sau khi tiếp tục một lúc cuối cùng hắn cũng diệt trừ đại âm hồn hắn thả lỏng thân thể chỉ cảm thấy có một tia năng lượng tràn vào trong người tẩm bổ linh hồn hắn từ đó linh hồn tăng lên một ít không có biện pháp hiện tại khí lực của hắn quá mạnh mẽ chẳng những phòng ngừa công kích đánh vào ngay cả năng lượng có ích cũng bị đối xử như nhau lang hàn cảm thấy buồn bực xem ra hắn muốn cho làm cường độ linh hồn tiến một bước cần phải đánh giết âm hồn hóa linh cảnh ai hắn đi trở về và kinh ngạc phát hiện hàn khí tại đây giảm xuống không ít ân không phải khí lạnh giảm mà là hồn lực của hắn tăng thêm một bậc cho nên có hiệu quả chống cự khí lạnh rất mạnh tiểu thanh long không có nói sai sau khi hắn tiến vào chân ngã cảnh, uy năng thể thuật cũng tiến thêm một bước. Tiểu Hàn Tử, thế nào, thiên long đế quyết châu bò không? Tiểu Thanh Long dương dương đắc ý, lợi hại, lăng hàn gật đầu, không hổ là công pháp do đại đế sáng tạo, có lẽ cũng chỉ có chân long có thể làm được, bởi vì trong thiên địa cũng chỉ có một con chân long, chỉ có thể thuật của nó mới đạt tới độ cao như vậy. Các đại đế khác muốn sáng tạo thể thuật nhưng không có khả năng đạt tới độ cao như vậy, tối đa chỉ giúp khí lực tăng lên cấp thánh nhân. Bọn họ tiếp tục xuất phát đi tìm kỳ hoa và u linh hồn tinh. Hôm nay Lăng Hàn đã tiến vào chân ngã cảnh, có thể đánh giết âm hồn hóa linh cảnh, cho nên gần như không cần cố kỵ, hắn có thể quét ngang vô địch. Trái lại, Lăng Hàn hiện tại còn rất chờ mong gặp được đại âm hồn hóa linh cảnh, có thể bổ dưỡng linh hồn hắn. Lăng Hàn đã không cần dựa vào hài cốt thánh nhân xua đuổi cái lạnh, Tiểu Thanh Long cũng giống như thế, khí lực của bọn họ đủ mạnh, nhưng hổ nữ, nữ hoàng không được, cách một thời gian ngắn phải đi tìm hài cốt thánh nhân. Hai ngày sau, bọn họ đã đứng ở gần hài cốt thánh nhân. Đó là một cái đầu lâu chiều cao 900 trượng, nó giống như một tòa thành khổng lồ. Ồ, nhìn thấy đầu lâu trước mặt, mọi người hô lớn, bởi vì hài cốt thánh nhân khác đều có ngọn lửa màu xanh, đầu lâu này lại có màu xanh ra trời. Chẳng lẽ không phải cùng một thánh nhân? Ách, có lẽ đầu lâu thì đặc thù hơn chăng? Lăng Hàn cảm ứng một chút, nói, có lẽ là hai thánh nhân, màu sắc ngọn lửa khác biệt, có lẽ do đạo tắc khác biệt. Ngoá, nơi này đã mai táng bao nhiêu thánh nhân, đại hắc cầu đều muốn nhảy dựng lên. Đây là địa phương có đại đế chân áp, cho dù có đại đế tồn tại nhưng vẫn chết ít nhất hai tên thánh nhân, thậm chí di cốt cũng lưu lại âm phủ. Trong truyền thuyết, thiên lạc thánh hoàng cả đời chinh chiến, thậm chí không lưu lại con nối dõi, truyền nhân, bởi vậy có thể thấy được địch nhân của hắn mạnh cỡ nào. Lăng Hàn chậm rãi nói ra, có lẽ âm phủ cũng có đại năng đủ để tổ vương đau đầu. Mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ âm phủ cũng xuất hiện đại đế. Nghĩ đến khả năng như vậy, mọi người có cảm giác sợ hãi, âm dương đối địch, hoàn toàn không có khả năng cùng tồn tại, nếu như âm phủ xuất hiện một đại đế, từ đó dẫn âm hồn công phạt dương gian, khi đó dương gian làm sao ngăn cản. Ồ, đây là cái gì? Hổ nữ cúi người xuống nhặt một khối xương, đó là một khối mai rùa nhưng cũng không hoàn chỉnh, nó giống như âm dương ngư nhưng không hoàn chỉnh. Bảo bối, đại hắc cầu lập tức đoạt lấy, dùng móng vuốt ma sát, nhưng nó nhanh chóng xấu hổ, ba, nó ném mai rùa đi. Đó là mai rùa vô cùng bình thường, mắc lừa, Lăng Hàn nhặt lấy mai rùa, hắn phát động đồng thuật quan sát nhưng không thấy có gì thần kỳ. Suy nghĩ một lúc, hắn thu mai rùa trở lại, ồ, hắn muốn đặt mai rùa vào bên trong pháp khí không gian, dù sao cũng không chiếm địa phương, nhưng hắn phát hiện không thu vào được. Mai rùa vô cùng bình thường nhưng không thể thu vào pháp khí không gian. Chỉ từ điểm này đã nói rõ nó không bình thường, hơn nữa, vì cái gì phát hiện bên cạnh Di cốt thánh nhân Lăng Hàn thu mai rùa vào trong túi áo, quyết định sau khi ra ngoài lại cẩn thận nghiên cứu một phen, có lẽ do nơi này không có đạo tắc dương gian nên mai rùa không bộc lộ thần uy. Ha, tiểu hàn tử, mai rùa này có gì hiếm có sao? Đại hắc cầu lắc đầu, Lăng Hàn cười cười, có lẽ hữu dụng, hắn cũng không có nói ra sự thật, hắn có ý định sau khi phát hiện công dụng thật sự sẽ nói với mọi người. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta rời đi, bọn họ khôi phục một thời gian, vào lúc định đi tiếp, Lúc này có một bóng người bay tới với tốc độ cực nhanh, còn chưa tới gần đã có uy áp đáng sợ bao phủ. A, à, cấp giáo chủ, chương 4631, đại âm hồn chân chính. Lăng Hàn đã tung hoành ở nơi đây nhiều ngày, rốt cục cũng dẫn xuất một đầu âm hồn cấp giáo chủ. Dù Lăng Hàn đã bước vào chân ngã cảnh, lại có năng lượng hủy diệt, hắn vẫn không dám tranh phong với âm hồn cấp giáo chủ. Đúng, thời điểm hắn tại chân ngã cảnh có thể tiêu diệt âm hồn hóa linh cảnh, nhưng bây giờ hắn chỉ là chân ngã cảnh sơ kỳ kể từ đó đối lập vô cùng xa xôi âm hồn đáp xuống với tư cách cấp giáo chủ trí tuệ của nó đã mở ra hoàn toàn bởi vậy hóa thành hình người cũng vô cùng kinh động nó lạnh lùng nhìn đám người lăng hàn là mấy con dẹp các ngươi tiêu diệt thủ họa của bổn tọa đúng vậy chính là long ra ra thế nào có bản lĩnh ngươi tới cắn long ra đi tiểu thanh long bắt đầu đùa nghịch đê tiện nó hoàn toàn không sợ âm hồn đại âm hồn cũng không có tức giận biểu lộ của nó vẫn lạnh lùng các ngươi có thể tiến vào nơi đây nói rõ phong ấn đã sắp cởi bỏ, ha ha, mượn dùng thể xác của các ngươi, bổn vương ngược lại có thể ra ngoài xem thế nào. Đến a à đến a, à, tiểu thanh long câu ngón tay, đại hắc cầu ồn ào, lão quỷ, người cũng biết ẩn nhẫn sao, dù sao cầu ra không nhịn được, nếu đổi thành cầu ra, ta đã sớm đánh chết thần lần rồi. Đừng khách khí, long ra ở đây chờ ngươi, tiểu thanh long tiếp tục kêu gào, đại âm hồn không có xúc động, thản nhiên nói, bổn vương tồn tại không biết bao nhiêu năm, các người muốn dụ dỗ bổn tọa tiến vào khu vực hài cốt thánh nhân tác dụng, dùng hài cốt thánh nhân áp chế bổn vương. Ha ha, đúng là nói chuyện hoang đường viển vông. Ngoá, hiện tại quỷ cũng có chỉ số thông minh. Đại hắc cầu Hoàng sợ nói, nó ra vẻ mặt kinh ngạc. Cứ như thế vài lần, rốt cuộc đại âm hồn cũng giận dữ, nó là vương của khu vực này, thuộc hạ không biết có bao nhiêu âm hồn, hiện tại xin mấy tên sinh đan, chân ngã cảnh khiêu khích, nó làm sao không giận. Chờ bổn vương bắt được các ngươi, sẽ từ từ thôn vệ linh hồn các ngươi đến lúc đó các ngươi sẽ biết chết là một loại giải thoát đại âm hồn nói ra nó nhanh chóng khống chế cảm xúc làm sao bây giờ âm hồn này không mắc mưu đại hát cầu nhìn về phía lăng hàn không có biện pháp cuối cùng nó cũng không phải đồ đần lăng hàn nhún nhún vai thấy bọn họ vẫn còn trêu chọc chính mình sát khí của đại âm hồn tăng lên nhưng đám người lăng hàn không rời đi đại âm hồn cũng không dám giết qua di cốt thánh nhân thiêu đốt đạo tắc dương gian đó là thứ âm hồn sợ nhất, cho dù nó là cấp giáo chủ cũng không dám tới gần. Tâm niệm của nó vừa động, nó lập tức biến mất không thấy. Lão âm quỷ này khẳng định ở xa mai phục chúng ta. Đại Hắc Cầu nói ra, tất cả mọi người đều gật đầu, đây là biện pháp dẫn xà xuất động rõ ràng nhất, nhưng vấn đề là, chẳng lẽ bọn họ phải ở lại nơi này mãi sao? Trừ khi có thánh nhân dương gian giết vào nơi này, nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết bên cạnh di cốt thánh nhân. Cứ chờ hai ngày, lăng hàn nói ra hai ngày đi qua đại âm hồn không xuất hiện đi lăng hàn nói ra trong hỗn độn cực lôi tháp có thiên đạo hỏa ngay cả tôn giả cũng có thể chết cháy cấp giáo chủ nho nhỏ đương nhiên không nói chơi tất cả mọi người đều hành động bọn họ cũng không có tiếp tục đi tới mà là quay về theo đường cũ nơi này là âm phủ là điểm kết nối bị đại đế phong ấn cho nên muốn tìm được điểm kết nối với dương gian là không thể nào được trở về chờ đợi phong ấn cởi bỏ đây là đường ra duy nhất chờ bọn họ đi một đoạn chỉ thấy một bóng người xuất hiện không phải âm hồn cấp giáo chủ lúc trước hay sao hiện tại các ngươi còn có thể chạy đi nơi nào đại âm hồn nói ra nó cố ý chờ đám người lăng hàn chạy xa mới xuất hiện kể từ đó đám người lăng hàn dù có xuất ra át chủ bài ngăn cản nó một hồi cũng không kịp trốn về hướng hải cốt thánh nhân cho nên những sinh linh này chết chắc quá lâu quá lâu không có thưởng thức dương hồn đại âm hồn nói ra trong đôi mắt bắn ra hàn quang lăng hàn cười nhạt một tiếng lão âm quỷ cho ngươi một cơ hội không nên đi tìm chết hư những các ngươi sinh linh miệng lưỡi thật tiện đại âm hồn cười lạnh nó ngang nhiên ra tay nó là cấp giáo chủ có gì phải sợ ai lang hàn thở dài hỗn độn cực lôi tháp xuất hiện trên đỉnh đầu thân tháp mở ra thiên đạo hỏa xuất hiện cái gì đại âm hồn quá sợ hãi đây chính là âm phủ đây là dương hỏa gì tại sao lại khủng bố như vậy đừng nói nó chỉ là cấp giáo chủ cho dù là cấp bậc tôn giả cũng phải quay đầu bỏ chạy vấn đề là nó đã chủ động giết tới hiện tại muốn chạy còn kịp sao oanh trên người nó bộc phát hỏa diễm đáng sợ nó chủ động tiến vào trong hỏa diễm a à, con đại âm hồn kêu la thảm thiết thức hải của nó bốc cháy nói mà không nghe tự làm tự chịu đại hắc cầu cố ý cảm thán kiếp sau nhớ rõ nên thông minh một chút tiểu thanh long cũng nói sau đó vỗ móng vuốt ôi nó làm quỷ còn không được nói gì tới kiếp sau nói lỡ nói lỡ Đại âm hồn vốn bị luyện hồn, lại nghe đại hắc cẩu và tiểu thanh long trêu chọc, nếu như nó là sinh linh thì nó chắc chắn sẽ phun máu tươi. Nhưng bây giờ nó nó chỉ rên la thảm thiết, qua một lúc sau, nó đã bị thiên đạo hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Một đạo năng lượng quét qua, mỗi người đều bị hấp thu một bộ phận, cường độ linh hồn của bọn họ đều tăng lên. Đây chính là cấp giáo chủ, loại âm hồn cấp bậc này, chỉ cần có thêm vài con, linh hồn của cẩu ra có thể đột phá hóa linh cảnh. Đại hắc cẩu nói ta chỉ có thể sử dụng ba lần thiên đạo hỏa, nếu xuất hiện con thứ tư, chúng ta sẽ chết. Lăng Hàn nói ra, lại nói, âm hồn cấp giáo chủ hiếm như phượng mau lân giác, trong một khu vực chỉ có một con, đừng có hy vọng. Chúng ta thừa thắng sông lên, quét ngang hàng ổ âm hồn này. Tiểu Thanh Long chiến ý giạt rào, Lăng Hàn lắc đầu, ta hoài nghi đây là âm hồn cao cấp hơn nuôi thả, bồi dưỡng được âm hồn cấp tôn giả để chúng thôn phệ, cho nên, chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Nếu thật dẫn âm hồn cấp tôn giả xuất hiện, thiên đạo hỏa cũng chưa chắc làm gì được nó. Trừ phi âm hồn đứng tại chỗ không tránh né và mặc cho hắn thiêu đốt, nếu không, tôn giả dễ giết như vậy sao? Bọn họ nắm chặt thời gian quay về theo đường cũ, lúc này, bọn họ có thể cảm giác được hào khí không đúng, thiên địa tràn ngập áp lực, có cảm giác mưa gió sắp tới. Xem ra, vào lúc âm hồn cấp giáo chủ chết đã dẫn xuất đại quái chính thức xuất hiện. Tranh thủ thời gian chạy trốn, bọn họ đã đi rất nhanh, hiện tại cách đống lửa hài cốt thánh nhân đầu tiên không xa, nhưng vào lúc này, khí thức khủng bố ập tới, một bóng đen xuất hiện phía chân trời, cho dù cách nhau xa như thế vẫn làm linh hồn mọi người run rẩy. Tôn giả, đây là một âm hồn tôn giả, phong ấn chưa mở ra, nơi này lại xuất hiện âm hồn cấp tôn giả. Hí, chương 4632, bước bách, đám người lang hàn vội vàng dốc sức liều mạng bỏ chạy, bọn họ đã có thể nhìn thấy hỏa diễm hừng hực tại vị trí hải cốt thánh nhân. Vị uy hiếp siêu cấp âm hồn, thậm chí Lăng hàn còn thả hỗn độn cực lôi tháp ra ngoài, cũng phóng thích thiên đạo hỏa nóng bức tin tưởng với thực lực cấp tôn giả âm hồn có thể cảm ứng rõ ràng oanh một đạo âm phong thổi qua một bàn tay đập tới mang theo khí thế đáng sợ khốn kiếp đại âm hồn cấp tôn giả biết không thể tới gần nên trực tiếp công kích từ xa cách xa như vậy uy năng công kích chắc chắn giảm nhiều nhưng nó là uy lực cấp tôn giả cho dù một kích này giảm xuống còn cấp bậc giáo chủ cũng có thể nhẹ nhõm chụp chết đám người lăng hàn không có biện pháp lăng hàn đành phải phóng thích thiên đạo hỏa oanh hỏa diếm cuồn cuộc bao phủ bầu trời, cũng thiêu sạch công kích đánh tới. Chạy, Lăng Hàn kêu lên, hắn vội vàng dẫn chạy tới chỗ hải cốt thánh nhân. Nhưng qua vài giây sau, thiên đạo hỏa đầy trời đã tan hết, hô, lại một bàn tay đòi mạng đánh tới. Khốn kiếp, Lăng Hàn mắng thầm một tiếng, hắn lại vận dụng thiên đạo hỏa. Hắn chỉ còn có thể dùng một lần, nói thật, Lăng Hàn thực sự không muốn dùng hết, át chủ bài tốt nhất chỉ dùng để uy hiếp, bởi vì một khi dùng xong sẽ không còn, có thể dùng uy hiếp sẽ tốt hơn sử dụng. Thiên đạo hỏa trùng thiên, quả nhiên lại hóa giải công kích lần nữa. Khá tốt, đống lửa tại chỗ di cốt thánh nhân đã gần ngay trước mắt. Mọi người vội vàng chạy tới, xoát, bọn họ tiến vào. Âm, trên bầu trời, âm hồn cấp tôn giả đáp xuống, nó cũng không có ngũ quan nhưng mọi người cảm ứng rõ ràng, nó đang nhìn chầm chầm vào bọn họ. Nó cũng e ngại hỏa diếm trên di cốt thánh nhân, nó chỉ nhìn mà không ra tay. Đáng chết ra hỏa, có người đứng sau lăng hàn mắng chửi. ngươi mắng ai đó, đại hắc cầu không vui, nó quay đầu nhìn sang. Nơi này trên cơ bản đều là đám người tiến vào lúc ban đầu, tuy có thêm một ít người, nơi này có bảy tên đế tử, ít nhất lăng hàn đã gặp qua bảy người này, về phần có thêm hay không thì không biết. Các ngươi làm gì, lại dám dẫn đại quái như vậy xuất hiện. Từ kiệt lạnh lùng nói ra, trong lời nói tràn ngập ý chất vấn. Đại hắc cầu suy một tiếng, nói, bại tướng dưới tay, vì sao còn có mặt mũi nói chuyện trước mặt cậu ra. Sắc mặt từ kiệt đỏ bừng, hắn rất muốn phản bác, chính mình cũng không phải thua trong tay con chó hoang nhà ngươi, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn đang tươi cười nhìn mình, hắn muốn phản bác cũng phải câm miệng. Bởi vậy cho dù hắn nói ra, kế tiếp Lăng Hàn chỉ cần bổ sung một câu, hắn sẽ vô cùng bị động. Cho nên còn không bằng không nói, hư, chính mình gặp rắc rối tự mình giải quyết, không nên liên lụy người khác. Thạch Nguyên Trần mở miệng, hắn lạnh lùng quát tháo, ngươi có ý gì? Tiểu Thanh Long tức giận, phải biết rằng, nó chính là con của chân Long, nói đến đế nhị đại thì không ai có thân phận cao hơn nó. Ha ha, nếu các người gặp rắc rối, mời các người rời đi thôi. Đế tử quan nguyên minh nói ra, ngữ khí tuy bình thản nhưng dụng ý cực kỳ độc ác. Đây chính là một âm hồn tôn giả, đám đế tử này làm sao không nhìn ra chứ? Bọn chúng muốn Lăng Hàn rời đi, chẳng phải bảo hắn đi chịu chết hay sao? Lăng Hàn giận dữ, trước kia bọn chúng để tiện đuổi mình đi, hiện tại thế nào? đây là mượn đao giết người trần trụi, quá âm hiểm. Lang Hàn cười lạnh, các ngươi cho rằng nơi này là nhà các ngươi mở, muốn làm gì đều được hay sao? Ha ha, chỉ bảo các ngươi rời đi mà thôi, làm gì tức giận như thế? Từ Kiệt khẽ cười nói, lúc này hắn có cảm giác tất cả nên cực kỳ thong dong. Lang Hàn cười to, ta có đề nghị khác, không bằng các ngươi cút đi. Ha ha ha, các đế tử khác đều cười to, đúng là chuyện cười. Tuy Lang Hàn người yêu nghiệt, nhưng dù sao cũng chỉ là sinh đan cảnh, chống đỡ chết chỉ mạnh hơn một đế tử, hơn nữa nơi này là âm phủ có hoàn cảnh đặc thù. Hiện tại bọn họ có bao nhiêu đế tử? 9 người, 9 đánh một người nói ai thắng? Lăng Hàn, người đi đường quá xuôi gió xuôi nước, cho nên thật ngông cuồng. Thạch Nguyên Trần lắc đầu, lúc này ngươi không còn may mắn đâu. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ta lại cảm thấy ông trời luôn đứng bên ta đấy. Tiểu Hàn Tử, không nên nói nhảm với bọn chúng, giải quyết đi tiểu thanh long phất phất móng vuốt nó rất không kiên nhẫn tốt lăng hàn gật đầu một người một con rồng đi tới gần đống lửa di cốt thánh nhân bọn họ chắp tay sau lưng trang bước đầy mặt đại hắc cầu vuốt tròm râu và vui mừng bởi vì đây đều là nó dạy dỗ ra ha ha đúng là muốn chết chín đại đế tử cũng liên tục đi tới đây là cơ hội hiếm có chỉ cần ném lăng hàn ra khỏi khu vực di cốt thánh nhân âm hồn khủng bố kia sẽ giết lăng hàn bọn họ không cần ra tay làm gì lúc này nhẹ nhõm vui sướng sát bọn họ đều thả người bay lên cao sau đó lao tới tấn công lăng hàn và tiểu thanh long ngươi muốn mấy người tiểu thanh long trang bước hỏi lăng hàn bao toàn bộ lăng hàn cười lớn một tiếng hắn ra tốc lao về phía đám người thạch nguyên trần ngoá tiểu tử ngươi không nên tham lam như vậy lưu cho long ra mấy tên tiểu thanh long vội vàng đuổi theo oanh lăng hàn xung trận ngựa lên trước hắn đại chiến với chín đế tử lực lượng khủng bố sôi trào tuy đây là âm phủ nên không cách nào dẫn động đạo tắc nhưng lực lượng chân ngã cảnh vô cùng khủng bố, huống hồ bọn họ đều là đế tử, chiến lực càng cường đại hơn. Nhưng chín đế tử lập tức giật mình, làm sao có thể, bọn họ chín đánh một, theo lý mà nói đã nghiền áp Lăng Hàn, sau khi đánh nhau mới phát hiện lực lượng của Lăng Hàn đã vượt qua bọn họ, đạt tới tình trạng nghiền áp, chín người bọn họ liên thủ nhưng không địch lại, chống đỡ phi thường miễn cưỡng. Chân ngã cảnh, bọn họ đều cắn răng nói ra, tự nhiên biết rõ vì cái gì chiến lực Lăng Hàn lại đột nhiên vượt qua bọn họ nhiều như thế gia hỏa yêu nghiệt này có đột phá. Hiện tại, mọi người đánh một trận cùng dai, mà bọn họ thân là đế tử, hơn nữa còn là chín đánh một, hiện tại còn chật vật không chịu nổi, quả thực chính là vẽ mặt. Đế tử, Phi, lang Hàn bình tĩnh, lấy một địch chín vẫn chiếm thượng phong, hắn hiện tại dựa vào bí lực, thể thuật đã bước vào chân ngã cảnh, lực lượng cao tới lục trọng thiên, hơn nữa, đám người thạch nguyên trần không thể phá giải phòng ngự của hắn. Không có biện pháp, ai bảo ở nơi này không cách nào thuyên chuyển thiên địa đạo tắc, làm cho đám người thạch nguyên trần không thể nắm giữ đế thuật, cũng không thể phát huy ra được. Tiểu thanh long cũng phát huy, chiến lực của nó hơi kém lăng hàn một chút, tối thiểu có thể đánh ba đế tử. Đối với đế tử mà nói, nó gia nhập chẳng khác gì đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, hiện tại càng không ứng phó nổi. Cốt, lăng hàn bắt lấy từ kiệt và hất lên, trực tiếp ném đối phương ra khỏi khu vực đống lửa di cốt thánh nhân. Trường 4633, ném tất cả ra ngoài. Lăng Hàn là người ân oán rõ ràng, người tốt với ta ta sẽ tốt với ngươi nhưng người ác với ta ta sẽ trả lại gấp trăm lần muốn đổi bọn họ rời đi ha ha người cút đi trước đã từ kiệt bị ném ra bên ngoài hắn bay ra khỏi khu vực đống lửa di cốt thánh nhân lúc này âm hồn đứng im bất động xuất thủ đánh tới ầm um, đây chính là đại âm hồn tôn giả thực lực khủng bố cỡ nào ba từ kiệt bị đánh biến thành cho bụi ô không đúng lúc trường lực biến mất từ kiệt lại xuất hiện là thế tử phù thân là đế tử đương nhiên bọn họ không thiếu thế tử phù nhưng ở âm phủ quy tắc khác biệt thế tử phù không thể phát huy toàn bộ chỉ thấy khóe miệng từ kiệt mang theo vết máu gương mặt hắn tái nhợt như tờ giấy hiển nhiên tuy hắn tránh được một kiếp nhưng cũng bị đánh trọng thương a à, không có ý nghĩa ngoan cố chống lại đại âm hồn ra tay lần nữa thế tử phù thì như thế nào nó chỉ xuất thêm vài chiêu là đủ tôn giả giết chân ngã cảnh quá đơn giản từ kiệt giận dữ hắn hận không thể bầm thây lăng hàn vạn đoạt nhưng lúc này hắn không dám nghĩ nhiều, lập tức lấy ra một tấm thiên lý độn hành phù, xé nát, hưu, thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hiệu quả của độn hành phù chắc chắn bị giảm bớt, nhưng không thể chạy vạn dặm, ngàn dặm cũng có thể, chỉ cần tìm được đống lửa di cốt thánh nhân khác thì hắn có thể sống sót. Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc, đế tộc có nội tình thâm hậu, thế tử phù đấy, độn hành phù đấy, hai thứ này giống như không cần tiền. Nhưng như thế sẽ làm hắn dừng tay hay sao? Lăng Hàn nhìn sang đám người Thạch Nguyên Trần, còn thừa lại tám đế tử. Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, đám người Thạch Nguyên Trần cảm giác nội tâm lạnh lẽo, bọn họ tuyệt đối không ngờ Lăng Hàn chẳng những tiến lên chân ngã cảnh, hơn nữa thực lực còn trấn áp bọn họ, nhưng hắn còn quả quyết bá đạo dám giết đế tử. Nếu như không có thế tử phù và độn hành phù, Từ Kiệt khẳng định đã chết. Các ngươi cút hay ta giúp các ngươi?" Lăng Hàn lạnh lùng nói ra, hắn không có ý định thu tay như thế. Đám người Thạch Nguyên Trần suýt nữa tức điên, bọn họ chính là đế tử, có ai chịu đối xử như thế bao giờ. Lăng Hàn, người cần phải hiểu rõ, đắc tội những đế tộc chúng ta, trên đời này không có nơi cho ngươi dung thân. Quan Nguyên Minh lớn tiếng kêu lên, Lăng Hàn lắc đầu, nếu như bởi vì cố kỵ đế tộc mà làm ta áp chế tính tình, ta có tư cách gì trùng kích đế vị. A hát hát, ra hỏa này thật cuồng, tốt, người lợi hại, người lợi hại. Thạch Nguyên trần tay lấy thiên lý độn hành phù và vỗ lên người một cái, hưu, hắn biến mất không thấy gì nữa so với việc bị người ta ném ra ngoài, lại bị âm hồn trà đạp, còn không bằng chính mình chủ động một chút, ít nhất cũng bất ăn đau khổ. Về sau, đám người quan nguyên minh đều vận dụng độn hành phù, trước khi rời đi, bọn họ đều trợn mắt nhìn lăng hàn, trong mắt tràn ngập oán hận. Ép đế tử đến mức này, thiên hạ hôm nay cũng chỉ có một mình lăng hàn dám làm. Những kẻ còn lưu lại đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lăng hàn, sợ ra hỏa này nổi giận ném bọn họ ra bên ngoài. Phải biết rằng, Bọn họ không có bảo vật như thế tử phù, độn hành phù. Đương nhiên Lăng Hàn không phải người như vậy, hắn khoanh chân ngồi xuống tu luyện Thiên Long Đế Quyết, hắn vừa mới bước vào cảnh giới này, hạn mức cao nhất đã mở ra, hắn có không gian tăng lên thật lớn. Đám người tiểu thanh long không ra tay, bọn họ liên tục ngồi trên mặt đất, hiện tại bọn họ chỉ cần chờ thánh nhân tiến vào phá cục. Âm hồn tôn giả rất kiên nhẫn, nó vẫn đứng đó không nhúc nhích, nếu như không chú ý thì người ta sẽ cho rằng nó là tượng đá. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày qua đi, đột nhiên, cả thiên địa như sáng lên, đó là cảm giác không nói thành lời. Lăng Hàn lập tức phát hiện hắn cảm ứng được một tia thiên địa đạo tắc, tuy cực kỳ yếu ớt nhưng thật sự có thể thuyên chuyển, tiên thuật của hắn cũng tăng lên một ít. Chẳng lẽ, phong ấn mở ra, Lăng Hàn, Đại Hắc Cầu, Tiểu Thanh Long đồng thời nói ra, trong đám người tại đây, chỉ có bọn họ đột phá chân ngã cảnh. Ngay cả âm hồn cấp tôn giả đứng như tượng đá cũng có động tác, nó nhìn về phương xa, đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang xuyên qua không gian hư âm hồn lớn mật dám nhìn lén bản thánh hư lạnh một tiếng lời nói trực tiếp truyền vào trong đầu mọi người a à, đại âm hồn lập tức rút lui vài bước thân thể nó run rẩy giống như cực kỳ không ổn định tùy thời sẽ nổ tung dường như nó rất hoảng hốt âm hồn không nói hai lời trực tiếp xoay người rời đi tốc độ của nó cực kỳ nhanh chóng nhưng một bàn tay màu vàng bay từ đằng xa tới bàn tay dùng tốc độ cực nhanh bắt lấy âm hồn Bàn tay này rậm rạp phù văn, nó đan vào thành hào quang trói mắt và tỏa ra khí thế không gì sánh bằng, giống như trời xanh ra tay. Thánh nhân, âm hồn ra sức thoát thân nhưng căn bản không cách nào dễ dụa, đừng nhìn tôn giả và thánh nhân chỉ tranh lệch một đại cảnh giới, nhưng một đạo hạm này lại chẳng khác gì rãnh trời, căn bản không cách nào lướt qua. Chết, thánh nhân quát lớn, ba, đại âm hồn bị bóp vỡ, ngay sau đó năng lượng như biển bao phủ đám người lăng hàn. Lang hàn chỉ hấp thu một ít đã cảm thấy linh hồn cực kỳ thoải mái những người khác đạt được chỗ tốt còn nhiều hơn hắn, bởi vì một âm hồn tôn giả chết đi, tất cả mọi người đều đạt được đại bổ, ngay sau đó sắc mặt mỗi người đỏ bừng. Xíu, yêu yêu, một bóng người xuất hiện, hắn thân cao gần trượng, da đen và tóc dài xóa vai, trên người có khí chất phóng đáng không bị trói buộc. Hải hằng thánh nhân, có không ít người nhận ra vị thánh nhân này, bọn họ lập tức quỳ xuống hành lễ. Hải hằng thánh nhân đột phá thánh nhân hơn 20 vạn năm trước, sáng lập hải hằng thánh địa, hôm nay đang lúc tráng niên, danh tiếng cực thịnh, cho dù đi tới đế tộc cũng trở thành thượng khách. Hải Hằng Thánh Nhân chỉ gật đầu, hắn có thân phận bực nào, cho dù đối mặt đế tộc cũng không cần thu liếm tính tình, đạt tới độ cao như hắn đã có thể bỏ qua tất cả. Tại đây chính là âm phủ, hắn trầm ngâm nói, thì ra Thánh Hoàng lúc trước chân áp một cửa vào âm phủ. Ha ha, rốt cuộc cũng đợi đến ngày hôm nay, một giọng nói vang lên, nó truyền vào trong lòng mỗi người. Tuy đây là câu nói rất bình thường, Nội tâm mỗi người sinh ra hàn khí vô tận giống như trời đất đóng băng. Âm Thánh, sắc mặt Hải Hằng Thánh Nhân ngưng trọng, "Ta tên Thiết Hà." Âm Thanh kia lại nói, "Đạo hữu, túi da của ngươi không tệ, cấp cho bổn tọa sử dụng được chứ?" Hải Hằng Thánh Nhân cười lạnh một tiếng, "Có thể trở thành Âm Thánh, lúc trước ngươi cũng là thánh nhân. Sau khi ngươi thân tử đạo diệt, chấp niệm gì đó cũng nên buông xuống, ngươi nên sớm đi đầu thai." Chương 4634, Âm Thánh, Thiết Hà Âm Thánh cười quái dị ai không quý trọng tánh mạng, huống chi tu giả đời ta cẩn trọng tu luyện vô số năm, không phải muốn cầu trường sinh sao. Đừng nói bổn tọa, cho dù là, nó im lặng, hình như chạm đến đến cấm kỵ gì đó. Thiết hà, cút ra đây cho bản thánh, hải hàng thánh nhân quát to, bản thánh hôm nay sẽ siêu độ ngươi. Ha ha, đây chính là âm phủ, ngươi không thể vận dụng không đạo tắc dương gian, ta sợ ngươi sao. Vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng người cao gầy xuất hiện. Đây thật sự là âm hồn sao? Mặt mũi của hắn rất hiền lành, mái tóc bạc trắng, lông mi dài cũng bạc trắng, thật sự không có chút khí tức âm hồn nào. Thành thánh, ngay cả âm khí cũng biến hóa hay sao? Siêu đậu ngươi, hải hằng thánh nhân giết ra ngoài. Hai thánh nhân khai chiến, một là thế hệ mạnh nhất dương gian, một khác mạnh nhất âm phủ, không có người nào dám lưu thủ, bởi vậy, dư âm công kích mạnh mẽ vô biên. Hoàn hảo là, hải cốt thánh nhân có thể hóa giải dư âm của công kích, từ đó mọi người mới không gặp nạn khi bọn họ chiến đấu anh hai đại thánh nhân một phát tay tiểu tựu long trời lở đất thân thể phóng đại đều là mấy vạn Trượng cao Đỉnh thiên lập địa khủng bố khôn cùng nhân cơ hội này đi mau Lang Hàn nói ra có thánh nhân gia nhập nói rõ phong ấn đã mở hiện tại không đi còn chờ tới khi nào mọi người vội vàng chạy ra ngoài hiện tại cần phải bảo vệ tính mạng bọn họ dùng hết khí lực bản thân chạy đi ông lúc này có khí thức cường đại ập xuống lang hàn vừa chạy vừa quay đầu lại chỉ thấy lại có một người gia nhập vào hàng ngũ hai thánh nhân chiến đấu, liên thủ với thiết hạ âm thánh công kích hải hàng thánh nhân. Hiển nhiên, đây cũng là một gã âm thánh, lang hàn nghiêm túc, hắn dự liệu đúng, vẫn có đại năng âm phủ chú ý tới nơi này, vừa nuôi thả đám thủ hạ nhỏ yếu, bồi dưỡng thủ hạ cũng tốt, làm lương thực cũng được, bọn chúng sẽ lớn mạnh thực lực, tùy thời tấn công vào dương gian. Mấu chốt là, âm phủ có bao nhiêu thánh nhân, hôm nay thiên hạ không đế, thánh nhân chính là lực lượng mang tính quyết định hiện tại nghĩ những việc này cũng vô dụng hắn quá yếu ớt trước mặt thánh cấp hắn không có tư cách nhúng tay cho dù vận dụng thiên đạo hỏa cũng không tốt không bao lâu bọn họ đã chạy tới nơi tiến vào chỉ thấy nơi đây vốn không có cái gì nhưng bây giờ lại xuất hiện lối đi nhưng cuối cùng vẫn là khu vực hỗn độn hiển nhiên hai giới đã quán thông đi hắn không do dự hiện tại lực lượng thánh cấp đã xuất hiện bọn họ chỉ là tiểu nhân vật nếu tiến vào trong đó bọn họ sẽ hóa thành cho tàn mọi người tiến vào trong thông đạo giá lạnh lập tức biến mất hoàn toàn, chờ bọn họ bước ra khỏi thông đạo, chỉ thấy sau lưng đã xuất hiện cửa đá cực lớn, nhưng nó không còn một khe hở bị nứt ra nữa, hiện tại đã mở ra hoàn toàn. Trở lại dương gian, nơi này có một cường giả tỏa chấn, hắn ngồi đó như tượng đá, sau khi mọi người đi ra, hắn liền mở hai mắt ra, trên người không có khí tức sôi trào nhưng khủng bố không cách nào hình dung. Đây là một vị thánh nhân, lấy pháp khí không gian ra, ta muốn kiểm tra một chút. Thánh nhân này nói ra. Trước kia đã nói mọi người đều có thể đi, đoạt được có thể tự hành giữ lại, nhưng nếu đạt được bí mật Vô Tu Sơn thì phải lấy ra cộng hưởng. Ước hẹn trước đó như thế, hiện tại có thánh nhân mở miệng, ai dám bất tuân. Mọi người đều lấy pháp khí không gian ra, không dám có dấu giếm. Lăng Hàn cũng thoải mái, hỗn độn cực lôi tháp là bổn mạng pháp khí của hắn, hắn dùng một tia linh hồn dung nhập vào trong đó, cho nên có thể thu vào trong thức hải, hoàn toàn không sợ lộ ra ngoài bí mật đế binh tương lai đương nhiên ánh mắt thánh nhân không cần phải nói, căn bản không cần dùng tay chạm vào, ánh mắt quét qua pháp khí không gian và những thứ bên trong không thể giấu giếm. bởi vậy tốc độ kiểm tra của hắn cực nhanh. mọi người núi đuôi nhau đi ra ngoài, không cần dừng lại tại nơi này. thời điểm lăng hàn đi qua, đột nhiên thánh nhân ra tay cầm lấy mai rùa trong tay của hắn. nhưng tên thánh nhân quan sát một chút, hắn cũng không có nhìn ra cái gì nên tiện tay trả cho lăng hàn. không biết tại sao. Lăng Hàn thở ra một hơi, giống như không muốn mất đi đồ vật này. Chính hắn cũng tò mò, chẳng lẽ thứ này thật sự là một kiện bảo bối? Mai rùa này thần kỳ ở chỗ không thể thu vào pháp khí không gian, chẳng lẽ nó còn thần kỳ ở điểm nào khác? Bọn họ hàm động phi thường gian nan, bởi vì này động gần như thẳng đứng, dưới đáy trọng lực rất đáng sợ, muốn leo đi lên khó khăn có thể nghĩ. Lăng Hàn không sao cả, hắn ôm hai kiều thê hắn cũng dễ dàng leo ra ngoài. Lăng Hàn, lại chơi một lần hổ nữ vẫn chưa thỏa mãn. Ách, à, đến nơi đây, Lăng Hàn phát hiện thiên địa đạo tắc trở nên muôn màu muôn vẻ, đây mới thực sự là dương gian. Bên trong sơn hải thiên có đạo tắc cố hóa, có thể trợ giúp mộ đạo, chỉ trong nháy mắt Lăng Hàn liền phát hiện mình hiểu ra, hắn không tự chủ ngồi xuống và bắt đầu tu luyện. Không có biện pháp, hắn vừa đột phá chân ngã cảnh nhưng khi đó nằm trong hoàn cảnh âm phủ, nghiêm khắc mà nói, hắn chỉ có thể xem như chuẩn chân ngã cảnh. Hiện tại quay về dương gian, hắn đốn ngộ và chính thức bước vào cánh cửa chân ngã cảnh. Không nên quấy nhiễu hắn, nữ hoàng trách mắng hổ nữ, hổ nữ le lưỡi, nàng lại trừng mắt, một ngày nào đó ta sẽ chân áp ngươi. Nữ hoàng nghe được nhưng trên mặt đầy cao ngạo, căn bản khinh thường để ý tới. Đại hắc cầu và tiểu thanh long vội vàng ngộ đạo và củng cố cảnh giới, nếu không, bọn họ vô cùng có khả năng bị giảm sút tu vi. Một khi phát sinh tình huống như vậy, đạo cơ của bọn họ sẽ có tổn thương, về sau còn muốn leo võ đạo đỉnh phong sẽ khó khăn. Bọn họ đều đi bế quan, nữ hoàng và hổ nữ thì lưu lại ở cùng lăng hàn, hắn cần phải có người thủ hộ. Không có biện pháp, ai bảo hắn đột nhiên đốn ngộ, cơ hội tốt như vậy người khác cầu cũng cầu không được, đương nhiên không thể cắt ngang. Khá tốt, đại hắc cầu đi thông chi cửu sơn tôn giả, vị đại năng này lập tức đuổi tới, tự mình hộ pháp thay lăng hàn. Tuy bọn họ không phải sư đồ nhưng tình nghĩa không thua kém gì sư đồ. Có một vị tôn giả hộ giá, nữ hoàng và hổ nữ cũng yên tâm. Lần ngộ đạo này là ba ngày ba đêm, Lăng Hàn không ngừng hiểu ra, tinh thần lực tràn đầy, không ngừng rút lấy thiên địa đạo tắc, trong thức hải, tượng gỗ càng ngày càng trang nghiêm, trên người hiện ra một phù văn huyền diệu khó hiểu. Hủy diệt chân ngã hoàn toàn tố thành, hắn mở mắt ra, trên mặt nở nụ cười, một lần bế quan như thế, lực lượng của hắn tăng lên một trọng thiên. Đã ba ngày rồi, quá giá trị, nếu có thể đốn ngộ thêm mấy lần, hắn có thể nhanh chóng bước qua chân ngã sơ kỳ. Ha ha, người tiến bộ rất nhanh, cửu sơn tôn giả gật đầu, lòng tràn đầy vui mừng. Đệ tử như vậy làm hắn vui mừng, Lăng Hàn cũng cười cười, đa tạ lão gia tử thay ta hộ pháp, cửu sơn tôn giả phất phất tay, quay trở lại nơi ở thôi, bổn tỏa cũng muốn đi âm phủ xem bên trong xảy ra chuyện gì. Tốt, Lăng Hàn gật đầu, hắn quay lại nơi ở, chương 4635, âm phủ phản công. Tạm thời, chiến sự âm phủ xem như vững vàng, có vài vị thánh nhân tiến vào âm phủ, hơn nữa còn có rất nhiều tôn giả hoàn toàn có thể chấn được cục diện đám thế hệ trẻ tiến vào đều rút đi hiện tại đã là cường giả giao phong cho dù là cấp giáo chủ cũng rất khó nhúng tay nếu thế hệ trẻ tham gia náo nhiệt cũng chỉ có con đường chết mỗi ngày lăng hàn đều điên cuồng tu luyện nơi này có thể ngộ đạo tắc dễ dàng đối với chân ngã cảnh mà nói đây là nơi tu luyện tốt nhất hơn nữa sơn hải thiên mở ra có thời hạn cho nên bọn họ phải nắm chắc thời gian tu hành lại nói sau khi phong ấn mở ra vạn nhất thánh nhân chấn không được, khi đó có nhiều âm hồn tiến vào dương gian thì sao? Bởi vậy, ở chỗ này lâu thêm một ngày cũng là vận khí, phải nắm chặt thời gian. Đến chân ngã cảnh, Lăng Hàn cũng có thể hệ thống và trải vốt tiên thuật của mình một phen. Đây là cảnh giới đường danh giới, uy lực của đế thuật, thánh thuật, tôn giả bảo thuật sẽ kéo dài khoảng cách, hơn nữa tranh lệch càng lúc càng lớn. Lăng Hàn từng kiểm tra, hắn phát hiện đế thuật có thể tăng lên cho hắn chiến lược bảy trọng thiên. Bảy trọng thiên, đây là gia tăng phi thường kinh người, bởi vì chân ngã cảnh có 4 tiểu cảnh giới, mỗi cảnh giới sẽ tăng thêm 3 trọng thiên, đế thuật có thể gia tăng chiến lực 7 trọng thiên, trực tiếp vượt qua hai tiểu cảnh giới, quá khoa trương. Lăng Hàn lãnh giáo chỉ mộng hàm một chút, phát hiện đó không phải uy lực chính thức của đế thuật, bởi vì đế thuật tối đa có thể gia tăng chiến lực 9 trọng thiên. Nhưng vì cái gì Lăng Hàn chỉ tăng lên 7 trọng thiên? Là hắn thiên phú không đủ hay không có nắm giữ tinh túy đế thuật? Không phải, đó là vì hắn không có học Đế kinh. Đế thuật chỉ có dùng Đế kinh thúc dục mới có thể phát huy ra uy năng hoàn toàn, hơn nữa, đế thuật khác biệt cần ứng với đế kinh khác biệt, nếu không cũng không có hiệu quả. Cho nên, Đế kinh mới là nội tình chân chính của đế tộc, tầm quan trọng có thể sánh ngang đế binh. Lăng Hàn lại đi trùng tu thánh thuật, phát hiện uy lực thánh thuật chỉ tăng lên 6 trọng thiên, ân, quả nhiên còn kém đế thuật quá nhiều. Lại xem tôn giả bảo thuật, nó chỉ có thể gia tăng chiến lực 3 trọng thiên cấp giáo chủ là hai trọng thiên, hóa linh cảnh là một trọng thiên, về phần cấp bậc chân ngã, ách, hoàn toàn không gia tăng chiến lực, chỉ có thể bảo trì tiêu chuẩn. Người nói bảo thuật sinh đan cảnh, khốn kiếp, có chân ngã cảnh nào sử dụng bảo thuật cấp bậc sinh đan hay không? Năng lượng tầng thứ cao sẽ tăng lực phá hoại, cho nên không thể dùng mấy trọng thiên để biểu hiện trực quan, nhưng chiến lực hai người tương đương, có thể vận dụng năng lượng tầng thứ cao khác biệt vậy khẳng định là năng lượng tầng thứ cao đẳng cấp cao thắng được. Thời gian bình tĩnh không kéo dài bao lâu, đế tộc đã tìm tới tính sổ với Lăng Hàn. Các đế tử chạy trốn âm hồn đã quay lại nhân gian. Chín đế tộc liên thủ muốn cửu dương thánh địa giao ra Lăng Hàn. Cửu dương thánh địa rất mạnh, nhưng đối mặt quái vật khổng lồ như đế tộc lại quá sức, huống chi là chín gia. Căn bản không thể địch lại, không thể nào đối địch, sẽ bị đụng đầu rơi máu chảy, chẳng những không bảo vệ Lăng Hàn, cửu dương thánh địa còn có khả năng chôn cùng. Làm sao bây giờ? Hai tôn giả ý định bế tử quan lại thương lượng với nhau, quyết định vừa quần nhau với đế tộc vừa bảo Lăng Hàn rời đi. Đến lúc đó, bọn họ vỗ vỗ hai tay, cái gì, chúng ta không biết Lăng Hàn đi đâu. Đế tộc người rất trâu bò cũng không thể vô duyên vô cớ tiêu diệt thánh địa chứ. Trong lịch sử đã xuất hiện tình huống như thế, nhưng có đại đế mới xuất hiện, loại đế tộc không tuân thủ quy củ như vậy đều bị nghiêm trị. Đế tộc bá đạo, nhưng tối thiểu phải có mấu chốt không thể vượt qua. Chỉ mộng hàm ra sức, nàng muốn đi mời một thánh nhân trong tộc tự mình tiễn đưa Lăng Hàn rời đi anh, cả sơn hải thiên sinh ra chấn động mạnh, giống như thiên địa sắp sụp đổ. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều bị kinh động, cho dù là người bế tử quan cũng không thể ngồi yên. Chỉ thấy từng bóng người bay ra khỏi cửa vào âm phủ, đã có đại năng dương gian cũng có cường giả âm phủ. Nhưng đại năng âm phủ xuất hiện ở nơi này có ý nghĩa gì? Đại năng dương gian thủ không được mới có thể bị âm phủ phản công. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, trong cửa động có vô số âm hồn bay ra ngoài giống như châu chấu dậm dạp chẳng chịt bao phủ bầu trời. Âm hồn không có thân thể, tự nhiên không bị trọng lực ảnh hưởng. Một trận đại chiến không thể tránh khỏi, rút lui, cửu sơn tôn giả bay vút trở về. Âm phủ có tới 37 âm thánh, từ số lượng đã hoàn toàn nghiền áp dương gian, không xuất động đế binh thì không thể trấn áp được. Lần này đế tộc không có mang theo đế binh, số lượng thánh nhân dương gian thiếu hụt không đủ, cho dù triệu hoán cứu binh cũng mất một thời gian. Chúng ta không ở lại nơi này lâu, lập tức lui lại một thế lực bắt đầu rút lui, trong dưới tình huống như vậy, tự nhiên không có thế lực nào gây phiền toái cho Lăng Hàn, hiện tại trọng điểm là bảo vệ tánh mạng, tính sổ cái gì đó cứ chờ sau đi. Âm hồn vô tận tàn sát bừa bãi, dưới sự dẫn dắt của âm thánh, âm phủ sinh ra xu thế không thể ngăn cản. Đối với âm hồn mà nói, dương hồn là bổ phẩm tốt nhất, mà bọn chúng cũng cần nguyện nhờ thể xác sinh linh mới có thể đi lại trong nhân gian, nếu không, thiên địa đạo tác dương gian sẽ tạo thành tổn thương to lớn lên bọn chúng. Cái này rất giống sinh linh tiến vào âm phủ, muốn lúc nào cũng đã bị âm hàn ảnh hưởng, âm hồn tiến vào dương gian cũng đồng dạng, chỉ là chúng là bị dương khí bị bỏng, một vô ý cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Cửu Sơn Tôn Giả đã biết rõ lăng hàn đắc tội chín đại đế tộc, hắn không khỏi nhức đầu. Hắn biết rõ đệ tử có thể gây chuyện, đế tộc cũng phải đau đầu với chiến thần cung, gia hỏa này chẳng những nằm trong danh sách tất sát, hơn nữa còn có thể di dạo trong đó một vòng và học được bí mật bất truyền của chiến thần cung. Nhưng một hơi đắc tội chín đế tộc, việc này quá dọa người. Nói đi cũng nói lại, những đế tử kia khi dễ Lăng Hàn, đổi thành cửu sơn tôn giả cũng không nhịn được, khốn kiếp, mạng của Lăng Hàn cũng không phải là mạng sao. Bản tôn sẽ đưa người đi Tây Thiên Vực, người phát triển nhưng phải ít lộ diện một chút, chỉ cần thành thánh thì không sợ hãi, còn một ngày thành đế, ha ha. Cửu sơn tôn giả tràn ngập tin tưởng vào Lăng Hàn, đệ tử này thành thánh là chuyện ván đã đóng thuyền, mà thành đế cũng có hy vọng. Lăng Hàn gật đầu, thời điểm hắn ném chín đế tử ra khỏi đống lửa di cốt thánh nhân thì hắn đã có giác ngộ bị đuổi giết. Hối hận, tuyệt đối không, hắn cho tới bây giờ không phải người nén giận, hơn nữa, nếu nhịn cơn tức này sẽ ảnh hưởng tới ý chí võ đạo của hắn, lưu lại ngăn trở mãnh liệt, từ đó sẽ tạo thành đả kích hủy diệt trên con đường thành đế. Hắn nói, nhất định không thể thỏa hiệp với đối thủ. Sau khi thương lượng một chút, Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long quyết định đi theo Lăng Hàn rời đi, còn Hổ Nữ và Nữ Hoàng thì lưu lại cửu dương thánh địa tu luyện, có cửu sơn tôn giả trông nom đế tộc cũng không thể quá mức. Lăng Hàn, Đại Hắc Cầu, Tiểu Thanh Long cảm thấy nội tâm rất tức giận, chín đế tộc, các ngươi chờ. chương 4636 tạm lui, Lăng Hàn cũng không có lập tức đi Tây Thiên Vực, mà là đi Thiên Hải Tinh trước. Nơi này có cổ dương thánh nhân lưu lại một đạo khảo nghiệm cuối cùng, chỉ cần thông qua là có thể đạt được thánh nhân truyền thừa. Được cửu sơn tôn giả dẫn dắt, bọn họ nhanh chóng đi tới Thiên Hải Tinh, Lăng Hàn đi một chuyến, hắn nhẹ nhõm thông qua khảo nghiệm và đạt được thánh nhân truyền thừa. Cổ dương thiên kinh nguyên vẹn và đại lượng tài nguyên tu luyện, còn có bốn môn thánh thuật. Sau khi lang hàn ghi nhớ công pháp, hắn nhờ cửu sơn tôn giả mang về cửu dương thánh địa giao cho nữ hoàng, hổ nữ và lâm lạc. Hắn cần vũ trang cho người bên cạnh, từ đó bọn họ sẽ phát triển nhanh chóng, những người này sẽ là chủ lực ngày sau đối kháng đế tộc. Nhất là đám người lâm lạc, chu hằng, mọi người đã thành hữu nghị từ khi chiến đấu sinh tử trong nguyên thế giới, hơn nữa bọn họ không dựa vào ngoại lực có thể cửu đỉnh hợp nhất có hy vọng thành đế đồng thời hắn cũng giao rất nhiều tài nguyên tu luyện cho cửu sơn tôn giả mang về chỉ cần các thiên tôn của nguyên thế giới phát triển toàn bộ đây chính là lực lượng kinh người sau đó cửu sơn tôn giả liền dẫn lăng hàn tiểu thanh long và đại hắc cầu xé rách không gian đi vào tây thiên vực hắn dặn dò lăng hàn phải cẩn thận sau đó quay lại cửu dương thánh địa tiểu hàn tử chúng ta đi đại hắc cầu nói ra lần này long gia thật sự rất tức giận chờ Long ra thành thánh, ta nhất định phải treo lên đánh những vương bát đản kia. Tiểu Thanh Long cũng tức giận, Lăng Hàn gật đầu, hắn tuyệt đối nuốt không trôi cục tức này, hắn sẽ hóa việc này thành động lực, xúc tiến hắn phát triển nhanh hơn. Nếu hắn thành thánh, đế tộc phải cẩn thận, ba người thập phần ít xuất hiện, hơi biến hóa hình dáng và tướng mạo một chút, dù sao có diễn hồn thuật, chỉ cần không phải cấp bậc thánh nhân, cơ bản không cách nào khám phá ra bọn họ ngụy trang. Qua vài ngày sau, trên tinh võng lại có tin tức truyền tới thánh nhân đế tộc mời ra đế binh, cuối cùng cũng trấn áp âm hồn, vì âm hồn bộc phát quy mô lớn, có càng ngày càng nhiều âm hồn thánh cấp xuất hiện, dường như âm hồn vô cùng vô tận. Đúng, âm thánh không mạnh bằng thánh nhân dương gian, nhất là khai chiến tại dương gian, nhưng ưu thế số lượng của âm thánh quá kinh người. Khó trách lúc trước thiên hải tinh có một vị thánh nhân tỏa chấn nhưng cuối cùng chỉ có thể đồng quy vô tận, dùng thân thể bổ thiên, phong bế thông đạo âm dương giữa hai giới, chiến lược âm hồn thể không được nhưng ưu thế số lượng quá kinh người sau khi số lượng âm thánh vượt qua một ngàn, cho dù là đế tộc cũng gánh không được. Đế binh không thể bộc phát vô hạn, tuy giết chết rất nhiều âm thánh nhưng sẽ có thêm âm thánh xuất hiện, cho nên bắt buộc đế tộc phải rút lui, nhượng ra yếu địa chiến lược như Sơn Hải Thiên. Nhưng vào lúc này, Sơn Hải Thiên lại phong cấm, đế cấp sát trận vận chuyển giết sạch tất cả âm thánh chưa kịp quay về âm phủ. Hí, tin tức truyền ra chấn động thiên hạ, thiên lạc thánh hoàng thật sự có thủ đoạn thông thiên, bố cục không biết bao nhiêu năm trước phát huy lại có hiệu lực một lần hành động chôn giết mấy trăm âm thánh, cho dù số lượng thánh nhân của âm phủ rất nhiều nhưng cũng làm bọn chúng bị thương nặng. Nhưng thông đạo âm phủ mở ra, đại đế sát trận không thể ngăn cản âm phủ quá lâu, có lẽ vài chục năm, có lẽ mấy trăm năm, âm phủ sẽ trọng trấn cờ trống, lần nữa xâm lấn đại quy mô. Đến lúc đó, Dương Gian sẽ gặp khảo nghiệm cực lớn. Lăng Hàn cảm thán một tiếng, hắn ném sự kiện này sang một bên, hắn hiện tại chỉ là chân ngã cảnh nho nhỏ, hắn phí tâm như vậy làm gì? Tiểu Hàn Tử Chúng ta làm gì trước?" Đại Hắc Cẩu hỏi, Lăng Hàn ngẫm lại, nói: "Ta nghĩ tu hành trận đạo trước, đã tới mức có thể tùy ý bố trí truyền tống trận, như vậy trời đất bao la, chúng ta có thể tùy ý rời đi." Ân, Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đều gật đầu. Hiện tại Lăng Hàn nắm giữ tinh bộ, nhưng chỉ có thể tùy ý đi lại trên tinh thể, nhưng không cách nào vượt qua tinh vực, cho nên, nếu lại tiến thêm một bước, như vậy bọn họ có năng lực bảo vệ tánh mạng rất mạnh. Đối với Lăng Hàn mà nói, đây không phải chuyện khó khăn. Bởi vì lúc trước hắn tại cứu Tống Lam và thành công một lần, hiện tại hắn chỉ cần cường hóa năng lực phương diện này là đủ. Bọn họ đi vào một tinh thể, Lăng Hàn câu thông địa mạch trước, sau khi có được năng lực tự vệ cường đại, hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Trong thời gian ngắn kế tiếp, Lăng Hàn trôi qua tương đương bình thường, nhưng hắn cũng chú ý tình huống của Cửu Dương Thánh Địa trên tinh võng, quả nhiên, vấn đề sơn hải thiên tạm thời giải quyết thì chín đế tộc đã ra tay, bắt đầu tìm Cửu Dương Thánh Địa giao người. Cửu dương thánh địa cũng bình thản, bọn họ mở sơn môn cho các đế tộc đi tìm, nếu tìm được lăng hàn thì có thể mang đi. Chuyện này không có gì, dù sao cửu dương thánh địa cũng không có đắc tội đế tộc, đế tộc người có thể miệt thị thánh địa, nhưng nếu vô duyên vô cớ diệt một thánh địa, người phải cẩn thận tổ vương thành đạo sẽ đến nhắc chuyện cũ. Trong lịch sử không phải không có đế tộc biến mất, cửu dương thánh địa không bị truy cứu, lăng hàn lại bị truy nã trên tinh võng, chín đế tộc đồng thời tuyên bố treo giải thưởng phàm là người có thể cung cấp tin tức lăng hàn hoặc bắt được lăng hàn, đế tộc sẽ nhận nhân tình của người đó. Đây là việc kinh người, nếu có thể đạt được nhân tình của đế tộc, tương đương đạt được một khối miễn tử kim bài, ai dám mạo phạm. Bởi vậy, toàn bộ tinh không rung động, mỗi người đều đang tìm kiếm tung tích của lăng hàn. Lăng hàn không đặt chuyện này trong lòng, hắn đã cải biến hình dáng tướng mạo và linh hồn chấn động, có thể bại lộ hành tung của hắn chỉ có liên tiếp khí. Có trời mới biết cái gọi là công chính của thường gia có âm thầm ra tay hay không, dù sao tinh võng là bọn họ tạo ra cho nên lăng hàn ném liên tiếp khí đi đại hắc cẩu và tiểu thanh long cũng thế thà rằng sau này mua lại cũng được dù sao cũng không đắt đến cấp bậc chân ngã cảnh bí lực phải tu mà niệm lực lại quan trọng hơn trước một bước tượng gỗ đang tiến quân sang thạch hai dùng niệm lực cường hóa đi tăng lên hoàn thành chuyển hóa về chất cửu dương thiên kinh chân ngã thiên chủ yếu giảng về tu hành niệm lực niệm lực càng mạnh có thể rút ra thiên địa đạo tắc và dẫn động năng lượng tầng thứ cao càng cường đại lăng hàn đã tu thành hủy diệt chân ngã hắn có thể bắt đầu bước tiếp theo hắn dùng hỗn độn thần lôi làm cơ sở miêu tả chân ngã thứ hai việc này rất chậm cần hắn chính thức nắm giữ hỗn độn thần lôi mới có thể miêu tả ra cơ sở của chân ngã nếu không chân ngã vừa hình thành sẽ tan vỡ căn bản không có khả năng xây dựng thành lăng hàn tiến vào bế quan tầng sâu lần này không thành công hắn sẽ không xuất quan thời gian dài đằng đẵng một năm rưỡi trôi qua tức thì lăng hàn mở mắt ra Rốt cuộc hắn đã nắm giữ kết cấu sơ bộ của hỗn độn thần lôi, có thể bắt đầu bước tiếp theo. Hắn rút ra đạo tắc hỗn độn thần lôi, dùng chúng làm khung xương, sau đó dùng đan chỉ xây dựng huyết nhục, từ đó chân ngã của hắn càng đầy đặn. Keng, thành công, chương 4637, tiều phu, lang hàn cảm thán, cảnh giới càng cao, tu hành càng lúc càng chậm. Suốt một năm rưỡi, hắn mới dựng ra tường gỗ hỗn độn thần lôi, đây chỉ là chân ngã cảnh sơ kỳ mà thôi hắn cần phải xây dựng thêm bảy tượng gỗ nữa, có thể thấy được gian nan cỡ nào. Cho dù tất cả như thường, hắn cần thời gian vài chục năm mới có thể hoàn thành tu luyện chân ngã sơ kỳ. Thời gian dài rằng rạc, không có tài nguyên đỉnh cấp đổ vào, tu hành quá khó khăn. Lăng Hàn lắc đầu, tài nguyên như thế, thánh địa cũng chỉ có thể chút xuống một người, đế tộc châu bò cũng chỉ bồi dưỡng mấy người mà thôi. Từ số lượng đế tử là có thể nhìn ra, nếu ta còn ở cửu dương thánh địa, khẳng định thỉnh thoảng có thể đạt được thiên tài địa bảo cung cấp, nhưng hiện tại dù là cửu dương thánh địa muốn cho ta đồ vật ta cũng sẽ không tiếp nhận ta phải hoàn toàn chặt đứt quan hệ mới tránh liên lụy bọn họ chín đế tộc đã bỏ chạy nhưng nhất định sẽ phái người nhìn chằm chằm vào cửu dương thánh địa tìm ra dấu vết ta lưu lại nếu ta liên hệ với cửu dương thánh địa cửu dương thánh địa thật sự không thoát khỏi liên quan trà trộn vào thánh địa khác đôi mắt lăng hàn sáng ngời hắn không cần bày ra thiên phú yêu nghiệt của mình hoàn toàn nhưng dù chỉ phát huy năm thành cũng đủ quét ngang tất cả muốn đoạt vị trí đạo tử rất đơn giản nhưng một thánh địa làm sao dễ dàng tiếp thu đạo tử không điều tra ba đời thì không thể nào tuyển chọn đi ra ngoài dạo chơi đi lang hàn chắp tay đi ra bế quan suốt một năm rưỡi hắn cần điều chỉnh tâm tình của mình một chút nơi này là nông thôn mỗi người đều làm việc tay chân mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì ngủ bình thường và phong phú xa xa có núi nhưng không cao cây tùng tươi tốt mọc thành phiến lang hàn vô tình đi vào trong núi tâm niệm vừa động hắn đi về hướng ngọn núi cao Hắn không sử dụng thân pháp, hắn cứ bước đi chậm rãi. Thiên địa đạo lý có đôi khi ẩn giấu trong bình thường. Hắn đạt được trí nhớ của Thạch Tổ Vương, đó là một vị đại đế xuất thân tảng đá đắc đạo, đời trước hắn bình thường không có gì lạ nhưng lại bước lên con đường vô thượng. Ồ, đột nhiên Lăng Hàn nghe được tiếng vang, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả đang đốn củi, hắn dùng búa chém vào thân cây phát ra âm thanh rất lớn. Đó là lão giả bình thường nhưng thân thể rất cường tráng, áo gai vải thô, đôi tay đầy vết chai khớp xương to lớn, hiển nhiên đã quen làm việc nặng. Nhưng Lăng Hàn chỉ nhìn vài lần và hãm sâu vào trong đó. Lão giả vung búa rất có tiết tấu, rõ ràng cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng nhưng thời điểm chém xuống lại khống chế phi thường tốt, vừa vặn phóng thích tất cả lực lượng mà không lãng phí chút nào. Hơn nữa, một búa lại lợi dụng thân cây đàn hồi, chỉ cần phát một chút lực là có thể thu búa trở về, hoàn toàn tiết kiệm lực lượng. Đây là trí tuệ, kinh nghiệm đốn củi vô số năm hình thành làm cho lăng hàn hãm sâu vào trong đó không phải kỹ thuật đốn củi mà là hắn nghĩ tới chiến đấu hắn là người mạnh nhất nguyên thế giới sau khi hắn đến đại thế giới hắn đã không phát huy bao nhiêu kỹ xảo chiến đấu bởi vì lý niệm chiến đấu phương thức chiến đấu đã hoàn toàn khác biệt hiện tại bị động tác đốn củi của lão giả hấp dẫn làm cho hắn vô tri vô giác liên hệ với chiến đấu hắn đi qua cười nói lão bá ta có thể chặt cây giúp ngươi một lúc được không ngươi lão giả dừng lại hắn thở ra xương trắng Mùa này rất lạnh nhưng hắn bởi vì làm việc tay chân cho nên toàn thân như lò lửa, từ đó tỏa ra nhiệt khí. Được không, hắn cũng cười nói, thử xem, Lăng Hàn gật đầu, tốt, lão giả đưa búa cho hắn. Lăng Hàn vung búa, xoát, hắn chém một búa như điện quang, một cây đại thụ bị hắn chém đứt và ngã xuống. Lão giả giật mình, nói, chàng trai, người có bao nhiêu lực lượng, Lăng Hàn xấu hổ, hắn cũng không có sử dụng bí lực, hắn là thể tu, vung tay có thể phát huy lực lượng rất mạnh, cho dù chỉ phát huy một tia, chém nứt cây cổ thụ có gì khó khăn. Hắn tươi cười với lão giả và bắt đầu chặt cây. Hắn chủ yếu thể nghiệm cảm giác hành vân lưu thủy, cảm thấy rất có dẫn dắt, mục đích của hắn là sáng tạo ra pháp của mình. Mỗi một vị tổ vương đều sáng tạo ra pháp thuộc về mình, cũng không phải sau khi thành đạo mới trải qua, trái lại, con đường thành đạo là quá trình hoàn thiện chính mình. Hiện tại, Lăng Hàn đã đạp vào chân ngã cảnh, bắt đầu tu Thiên Địa Đạo tắc, hắn có tư cách sáng tạo pháp của bản thân. Đương nhiên, đây không phải một lần là xong, cho nên mới cần thể ngộ. Động tác của hắn càng ngày càng trôi chảy, chỉ cần dùng lực lượng nhỏ nhất là có thể phát huy ra tác dụng tốt nhất. Lão giả ở bên cạnh nghỉ ngơi, vốn không cho là đúng, sau khi hắn nhìn sang thì đôi mắt tỏa sáng, đáng tiếc là, lang hàn một lòng chuyên chú, hắn không chú ý tới điểm này. Qua nửa ngày sau, trong khu rừng rậm rạp đã không còn đại thụ. Lăng Hàn dừng lại, hắn trả bố cho lão giả, nói đại gia ta giúp ngươi kéo những cây này về không cần lão giả lắc đầu lão phu đốn củi ở đây trăm năm thể ngộ nhân sinh lại bị tiểu tử ngươi vô tình cắt ngang lại ở nơi này cũng không có ý nghĩa ồ lăng hàn nhe răng nghe lão giả nói như thế hắn vô tình đi đường cũng gặp đại năng tiềm tu bởi vì hắn không nhìn ra thực lực của lão giả nên cho rằng đối phương là người bình thường có thể đúng là như thế nếu như lão giả này thật là võ giả thực lực của hắn tuyệt đối kinh thiên động địa mới có thể giấu giếm nhãn lực của hắn. Gặp nhau tức là duyên phận, đại gia người có thể ban cơ duyên cho vãn bối. Lăng Hàn lập tức nói ra, dù sao ra mặt hắn đủ dày, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Lão giả sướng sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn còn dám thò tay xin hắn cơ duyên, cho dù tâm tính của hắn kiên định cũng ngạc nhiên, sau đó hắn cười lớn. Nếu như lão phu trẻ hơn mấy vạn tuổi, nói không chừng ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, ngộ tính cao như thế thật sự là hiếm thấy. Hắn cảm thán một câu, với nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra Lăng Hàn đã đi ra con đường của mình. Đáng tiếc, hiện tại Lão Phu đã sớm xem nhạt, cho nên không chỉ hoãn người trẻ tuổi như ngươi. Đi thôi, nếu ngày khác có duyên sẽ gặp lại. Dứt lời, Lão giả tiện tay xé một cái, không gian bị hắn phá vỡ, hắn bước một bước và biến mất không thấy gì nữa. Khốn kiếp, tay không xé hư không, đây ít nhất là một vị cường giả cấp giáo chủ. Nhưng Lăng Hàn quen biết cửu sơn tôn giả lâu như vậy, Hắn cũng hiểu về tôn giả không ít, cho nên, hắn có thể khẳng định, cho dù là tôn giả cũng không cách nào không hiện ra một tia khí tức trước mặt hắn. Thánh nhân, lão giả kia là thánh nhân. Chương 4638, hưởng ứng lệnh triệu tập Phật tử. Lăng Hàn cảm thán, hắn nhìn thấy một vị thánh nhân nhưng không chiếm được chỗ tốt gì, thật sự là quá đáng tiếc. Kỳ quái, vì sao ta không đi nơi khác lại đi tới nơi này? Hơn nữa, tại sao ta chọn tinh thể này? Lăng Hàn lẩm bẩm chẳng lẽ đây là số mệnh tác dụng hắn được số mệnh chân long thời điểm đưa ra lựa chọn hắn sẽ có thiên hướng chọn nơi có lợi cho mình cho nên trong lúc lơ đãng đi tới nơi tinh thể này lơ đãng đi vào trong núi và gặp một vị thánh nhân ai xem ra vận khí vẫn không tốt lang hàn tiếp tục đi bởi vì không có liên kết với tinh võng hắn cũng không biết gần đây phát sinh chuyện gì thì có thể đưa lên liên tiếp khí sau đó trở về tìm được tiểu thanh long và đại hắc cẩu hắn muốn liên kết tinh võng cho nên hắn bảo tiểu thanh long và đại hắc Cẩu một tiếng, đừng đột nhiên đưa tới cường địch thì hắn lại ném hai ra hỏa này. Lăng Hàn xưa này không làm chuyện hãm hại đồng đội, Lăng Hàn liên kết với tinh võng, những đại sự diễn ra trong thời gian một năm qua và những tin tức của hắn đều bị liệt ra. Đầu tiên, trải qua hơn một năm làm lạnh, sự việc của Lăng Hàn đã giảm nóng, không có người nhắc lại hắn yêu nghiệt, bởi vì chín đại đế tộc đang nhìn chầm chầm vào hắn, đối mặt với lửa giận của chín đại đế tộc, người còn tiền đồ gì đáng nói. Lăng Hàn xong đời, đắc tội đế tộc, nghĩ như thế nào cũng chỉ còn đường chết. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều người đang tìm kiếm tung tích của Lăng Hàn, đế tộc treo giải thưởng cũng không có thu hồi, chỉ cần bởi vì chỉ cần có người cung cấp tin tức của Lăng Hàn cũng nhận được nhân tình của đế tộc. Cho nên, Lăng Hàn hiện tại nghiễm nhiên trở thành chuột chạy qua đường, người hô người đánh. Việc này làm cho Lăng Hàn, Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cầu tức giận, rõ ràng bọn họ không có làm sai cái gì, tất cả cũng chỉ vì tự bảo vệ mình mà thôi, vì cái gì bị người ta hãm hại trốn đông trốn tây như thế không có biện pháp tất cả đều bởi vì thực lực đế tộc có thánh nhân tỏa chấn có đế binh uy hiếp thiên hạ cho nên bọn họ có thể bá đạo như vậy còn bà nó một đám cháu trai đại hắc cầu mắng khá tốt cửu dương thánh địa đã triệt để phủi sạch quan hệ với bọn họ còn tuyên bố khai trừ lăng hàn ra khỏi sư môn bởi như vậy chín đại đế tộc cũng không thể nói gì hơn cũng không gây phiền toái cho cửu dương thánh địa lăng hàn sẽ không trách cửu dương thánh địa trên thực tế chỉ có hắn thiếu nợ cửu dương thánh địa tiểu hàn tử cơn tức này cầu ra không nhịn được đại hắc cầu nói long ra cũng không nhịn nổi tiểu thanh long cũng nói ra ân lăng hàn gật đầu chúng ta hiện tại chỉ có thể ghi hận trong lòng phát triển ít xuất hiện chờ thời điểm thành thánh nhất định sẽ làm đế tộc trả giá thật nhiều hiện tại chúng ta đi đâu đại hắc cầu hỏi lăng hàn lộ ra một vòng dáng tươi cười nói Ta mới vừa ở tinh võng bên trên điều tra đến, Tây Thiên vực Phật tộc đang tại tuyển nhận thiên tài, muốn từ trong đó lấy ra đến một lần đem làm Phật tử. Ồ, đại hắc cầu nhảy dựng lên, ngươi muốn đi làm này Phật tử, tại sao lại không chứ? lang Hàn nhún nhún vai, tuy Tây Thiên vực Phật tộc chỉ là một phân chi, nhưng còn cường đại hơn thánh địa một ít, cho nên, có thể trở thành Phật tử đều có được tài nguyên tu luyện cường đại. Đại hắc cầu lộ ra vẻ mặt cổ quái, nói, Tây Thiên vực Phật tử thích vĩnh minh đã bị tiểu tử ngươi giết, người còn có mặt mũi đi làm Phật tử, thật sự là đủ vô sỉ. Hắc hắc, nhưng cầu gia ưa thích, những đế tộc kia kẻ nào cũng cường thế bá đạo, có thể mượn cơ hội này hãm hại bọn chúng một ít cũng tốt, tốt xấu gì cũng có thể phát tiết lửa giận của bản thân. Trên tinh thể có rất nhiều chùa miếu, chỉ cần chúng ta đi một trong đó, thể hiện ra thiên phú cao thì có thể đưa tới tổng bộ Tây Thiên Vực. Lăng Hàn nói ra, chúng ta, đại hắc cầu nhe răng, cầu gia không muốn làm hòa thượng, long gia cũng không muốn làm hòa thượng, ra còn chưa có hậu đại đấy. Tiểu Thanh Long cũng vội vàng nói, đi, ai nói Phật tộc chính là hòa thượng, đây chẳng qua là một chi của Phật tộc, xưng là khổ hạnh tăng mà thôi, đại bộ phận Phật tộc đều giống như chúng ta, có thể kết hôn, có thể ăn mặn uống rượu. Lăng Hàn nói ra, ai, vậy thì ta cố mà làm, Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu đều gật đầu, lang Hàn tạo ra một truyền tống trận, sau khi trận pháp khởi động bọn họ lập tức vượt qua tinh vực đi vào Bạch Hồng Tinh. Khoảng cách tinh thể bọn họ ở lại lúc nãy không xa, không có biện pháp tài nguyên trong tay lăng hàn chỉ cho phép hắn tạo ra truyền thống trận xa như thế về phần tinh võng liên tiếp khí hắn đã sớm ném đi rồi không có khả năng mang theo bên người bạch hồng tinh có thần miếu phật tộc cũng giống như thường gia thế lực phật tộc trải rộng cả tinh không chỉ dùng quy mô đã có thể xưng là tinh không song hùng với thường gia lăng hàn hiện tại ngụy trang thành thiếu niên trẻ tuổi tiểu thanh long biến thành tiểu nam hài năm sáu tuổi hắn rất đáng yêu nhưng chỉ cần hắn mới mở miệng thì toàn bộ hình tượng sẽ bị hủy về phần đại hắc cẩu, nó hóa thành hán tử trung niên, vẻ mặt hèn mọn bị ổi tương. Cứ như vậy, tổ ba người đi tới một thần miếu trong thành thị. Phật tộc am hiểu tinh thần nhất, cho nên, bọn họ rất có nghề khi đối phó âm hồn, hóa giải tâm ma và cảm hóa nhân tâm, cho nên bọn họ rất biết lừa đảo. Nơi này có rất nhiều tín đồ thành kính, bọn họ một bước một quỳ, đi dọc theo con đường tiến lên chùa miếu. Ba người lăng hàn lộ ra vẻ không hợp nhau, bọn họ đi nhanh như thế, các tín đồ trên đường trợn mắt nhìn, giống như bọn họ đang làm bẩn thần thánh. Bậc thang rất dài hiển nhiên bởi vì thần miếu rất cao mới làm tín đồ kính sợ. Ba người lăng hàn không đi quá nhanh, qua vài phút sau, bọn họ đã đi tới chùa miếu. Ba vị tới thấp hơn lễ Phật sao, có tiểu sa di nghênh đón. Đại hắc cầu lập tức nói, ra tới đây hưởng ứng lệnh triệu tập Phật tử. Tiểu sa di a một tiếng, nói, ba vị, mời vào trong. Hắn đi mời hòa thượng lớn tuổi phụ trách câu thông với ba người lăng hàn. Phật tử cũng không phải các người muốn làm là có thể làm. Lão hòa thượng nói ra yêu cầu thấp nhất chính là chân ngã cảnh ân. Nếu như tư chất thật sự thượng thừa thì có thể hạ thấp xuống một ít, sinh đan cảnh cũng có thể. Lang Hàn cười cười, ba người chúng ta đều phù hợp yêu cầu, đều là chân ngã cảnh. Lời này vừa nói ra, lão hòa thượng kia lộ ra vẻ mặt kính sợ, bởi vì hắn chỉ là chú đỉnh mà thôi. Ba vị chờ một chút, chờ lão nạp đi mời trụ trì đại nhân. Lão hòa thượng cũng chạy đi. Đây là một tinh thể tương đối cần cỗi, bởi vậy cấp độ võ đạo chỉnh thể cũng không cao, cho dù là trụ trì thần miếu cũng chỉ có thực lực chân ngã cảnh, cho nên hắn cũng nhìn ra tu vi của ba người lăng hàn, sau khi khiếp sợ liền bắt liên lạc với thượng cấp, thông cáo chuyện của ba người lăng hàn. chương 4639, trà sữa tam huynh đệ. Ha ha, ba vị thí chủ, các người thật sự có duyên với Phật. Trụ trì nói ra, hôm nay là ngày hết hạn tuyển chọn Phật tử, nếu như các người muộn một ngày thì không cách nào tham gia tuyển chọn. Lăng Hàn cười ha ha, nói, vận khí của ta ta từ trước đến nay đều không tệ. Sau khi được trụ trì an bài, bọn họ lại tiến vào truyền tống trận đi vào Thanh Điều Tinh. Thanh Điều Tinh là đại tinh trong tinh vực này, cấp độ võ đạo trên hơn Sa bạch hồng tinh, thần miếu cũng cao hơn một cấp độ, tất cả người tuyển chọn trong tinh vực đều khảo hạch tại đây. Phật tộc, đây là thế lực tổ vương, truyền thừa không biết bao nhiêu thời đại, thực lực cường hoành, không cần nghi vấn, cho nên, người đến đây báo danh vô cùng đông đảo đây chỉ là một tinh vực nhỏ mà thôi nghe nói trong những tinh vực khác cũng có đạo tử thánh địa tham gia tuyển chọn đạo tử thánh địa cũng muốn không sợ học thành kỹ nghệ lại chạy đi sao đương nhiên không bởi vì phật tộc am hiểu nhất chính là cảm hóa nhân tâm tẩy não mạnh nhất quản ngươi đạo tử gì đó cho dù là đế tử đến cũng có thể làm cho ngươi quy y ngã phật vĩnh viễn không hài lòng cho nên phật tộc nhận người từ trước đến nay đều mở rộng cửa tuyệt đối không chú ý bối cảnh gì đó bởi vì ở chỗ này dù là đen cũng biến thành trắng, cho dù là trắng cũng có thể biến thành đen. Chính vì như thế, Lăng Hàn mới chọn tới nơi này, không sợ bị người điều tra bối cảnh, dù sao bọn họ là thân phận giả tạo. a à, tiểu hàn tử, trà sữa này thực sự không tệ. Đại hắc cẩu bưng một chén trà sữa lên, nó không ngừng uống trà. Trà sữa thật ngon, tiểu thanh long cũng rất thích uống. Lăng Hàn thở dài, nói, thằn lằn vẫn là tiểu thí hài, người mặt đầy dâu ria còn bú sữa mẹ. Trà sữa, không phải sữa đại hát cầu cường điệu đến ngươi cũng một chén tiểu thanh long vừa muốn một chén trà sữa cưỡng ép kín đáo đưa cho lăng hàn được rồi ba người tay cầm lấy trà sữa và đi chờ đợi trên quảng trường trước thần miếu tại đây ít nhất có vài trăm người đứng đứng đều hết sức trẻ tuổi nhưng bọn họ đều tỏa ra khí thức cường đại không phải chân ngã cảnh thì chính là sinh đan cảnh lần này chọn lựa phật tử yêu cầu thấp nhất là chân ngã cảnh nhưng nếu sinh đan cảnh có tư chất cũng sẽ được thu nhận bởi vậy nơi này có thật nhiều sinh đan cảnh cho rằng mình có tư chất kinh người, đạt tới điều kiện thu nhận đặc biệt. Ha ha, có nguyên đông ta ở đây, tất cả các người có thể đi. Có người kêu gào, ha ha, ta biết rõ nguyên đông ngươi là ai, không ngờ còn có dũng khí nói lời này, thật sự là cảm thấy thẹn thay ngươi. Lúc này có người tiếp lời, trên mặt nở nụ cười lạnh. A à hát, hát nạp lan thiếu, người tự xưng nguyên đông kinh hô một tiếng, hắn không nói lời nào. Nơi này có vài nhân vật thiên tài, sau khi tự giới thiệu cũng làm toàn trường oanh động đúng là một đám chân mềm, da vừa xuất hiện, tất cả bọn chúng đều đứng sang một bên. Tiểu thanh long nhịn không được lên tiếng diễu cợt, nó có cái miệng rất tiện. Nó hiện tại là tiểu nam hài năm sáu tuổi, nhưng lại làm ra vẻ, miệng phun độc, lúc này làm đám người tấm tắc kêu lạ. Ha ha, tiểu hài tử nhà ai, người lớn mặc kệ hắn hay sao? Có người cười nói, cho rằng tiểu thanh long chỉ đi theo chân người khác, bản thân tuyệt đối không phải người dự tuyển. Như thế nào, không phục sao? Đại Hắc Cẩu lập tức trợn mắt nói, "Thật cuồng, Nguyên Đông trước đó nhảy ra, hắn ở nơi này cũng tính là cao thủ, chỉ có số ít mấy người thực lực hơn hắn." "Như thế nào? Không phục?" Đại Hắc Cẩu nhìn chằm chằm vào hắn, "Thật sự không phục?" Nguyên Đông nhảy tới trước mặt Đại Hắc Cẩu, hắn đánh ra một chưởng cực mạnh. Đại Hắc Cẩu suy một tiếng, nó vung trưởng đáp lễ. Oanh, hai người đánh giáp lá cà, ngạo khí trên mặt Nguyên Đông biến thành khiếp sợ, cùng là chân ngã sơ kỳ, lực lượng của hắn lại yếu hơn rất nhiều. Hiện tại hắn bị đánh bay ra ngoài, Nguyên Đông hừ một tiếng, hắn áp chế khiếp sợ, trong chân ngã cảnh mà nói, lực lượng chỉ là một phần của chiến lực, tỷ trọng chiến lực đã hạ thấp rất lớn, lĩnh ngộ và vận dụng thiên địa đạo tắc mới được là vương đạo. Lực lượng ngươi mạnh cũng không mạnh bằng ta vận dụng thiên địa đạo tắc. Hắn công kích đã câu thông thiên địa đạo tắc, hắn đánh ra còn mang theo tiên thuật, có đạo tắc quấn quanh, uy lực lại tăng thêm rất lớn. Dám khoe khoang trước mặt ra, đại hắc cầu đá ra một cước âm um, nguyên đông bị đá bay lần nữa hắn không thể địch lại phải biết rằng đại hắc cầu chính là cửu đỉnh hợp nhất thời điểm còn ở sinh đan cảnh cũng dung hợp chín đạo năng lượng tầng thứ cao đạo tắc cửu tinh cho dù không sử dụng thánh thuật chiến lực của hắn ít nhất cũng đạt tới ngũ trọng thiên cho nên hắn có thể nghiền áp nhìn thấy nguyên đông bị giải quyết dễ dàng như thế mọi người đều kinh hãi mấy cường nhân mạnh hơn nguyên đông cũng phải xem trọng đại hán mặt mũi bị ổi kia ánh mắt các ngươi là gì đại hắc cầu tức giận các ngươi chỉ cần dùng ánh mắt kính sợ nhìn là đủ rồi tại sao còn mang theo xem hương? xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào nạp lan thiếu mở miệng hắn là người mạnh nhất ở đây đại hát cầu quay đầu lại nhìn hắn linh cơ khẽ động nói chúng ta là trà sữa tam huynh đệ Phốc, lăng hàn phun ra ngoài còn em ngươi cho ngươi thêm một cơ hội ngươi phải sửa lại cho ta đại hát cầu lại dương dương đắc ý hình như rất hài lòng với cái tên này ra là lão đại đây là lão nhị nhà ta, đây là lão tam. Nó chỉ vào lăng hàn trước, lại chỉ tiểu thanh long. Sắc mặt lăng hàn càng biến thành màu đen, hắn chán ghét danh sưng lão nhị này. Mọi người nơi này thập phần kính sợ, mặc kệ danh sưng trà sữa tam huynh đệ này không đáng tin cậy cỡ nào, thực lực lại đại biểu tất cả, đại hắc cầu rất mạnh. Ha ha, để các vị chờ lâu, một hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng, hắn chấp tay chữ thập đi tới, sau lưng còn có một chữ Phật tỏa ra khí thế cường đại. Bảo vật đấy, Đại hắc cầu nhìn chầm chầm vào áo cà sa, ánh mắt lẻ sáng. Có cơ hội sẽ đoạt, tiểu thanh long cũng nói. Chẳng lẽ hai gia hỏa này chỉ có chút tiền đồ như vậy? Lăng hàn lắc đầu, đúng là không bớt lo. Mời đi theo bần tăng, hòa thượng dẫn bọn họ vào đại điện, nơi này có đặt khối đá lớn. Ô, khảo thí thạch, lăng hàn nói thầm, quả nhiên, muốn thu đệ tử, bước đầu tiên sẽ là khảo nghiệm thiên phú, đủ để đào thải chín thành chín người nơi đây. Đây là bảo thạch khảo thí thiên phú, các ngươi không thể động dụng pháp khí, phù binh, có thể vận chuyển bất cứ bảo thuật gì oanh kích, chiến lược các ngươi sẽ dùng hình thức cột sáng biểu hiện ra, chỉ có đạt tới hoặc vượt qua năm đạo mới thông qua, sẽ đi tới tổng bộ Tây Thiên vực tham gia sàng chọn bước tiếp theo. Đầu chọc nói ra, mới năm đạo, có người lập tức cười to, hắn đi lên đầu tiên, ta muốn thử xem, hắn tràn đầy tin tưởng, hắn cho rằng đánh ra năm cột sáng là chuyện rất dễ dàng.